Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 24. Trọng thương 1. Là Dương Diệp. Ngay khoảnh khắc Dương Diệp lao ra khỏi đám người, có huyền giả Nam Vực đã nhận ra Dương Diệp, ngay lập tức liền hoảng sợ nói. Nghe xong câu này, chỉ cần là huyền giả Nam Vực thì đều thẳng hướng nhìn về phía Dương Diệp đang phóng tới thiên môn. Nếu đúng là Dương Diệp, trong đám người trẻ tuổi tại Nam Vực, hắn có thể được xem như là một người có tiếng. Đánh bại Nam Vực chuẩn vũ thần, đạt được hạng thứ nhất trên thanh vân bảng, kiếm ý tứ trọng, kiểm tâm thông minh. Bởi vì chuyện lúc trước tại Thập Vạn Đại Sơn, tuy rằng cơ bản các huyền giả thuộc thế hệ trẻ của Nam Vực đều cừu thị Dương Diệp, thế nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, thực lực của Dương Diệp vô cùng khủng bố. Chỉ có điều bọn họ không muốn thừa nhận Dương Diệp là một trong những kẻ mạnh nhất trong lớp trẻ tại Nam Vực. Hiện tại, nhìn thấy Dương Diệp lại muốn xông tới thiên môn, bọn họ ai ai cũng cho là như vậy, bọn họ liền kích động. Vì sao lại kích động? Vậy phải nói tới tình cảnh của các huyền giả Nam Vực lúc này ở trong cổ vực thành. Ở đây toàn bộ đều là thiên tài tinh anh nhất Nam Vực, bọn họ đã từng cho rằng bản thân bọn họ là yêu nghiệt nhất, thế nhưng sau khi đi ra Nam Vực thì bọn họ mới hiện ra, bọn họ là tồn tại yếu nhất trong số các vực. Thiên địa nhân cầu tứ môn, cả Nam Vực vậy mà không có lấy một người xâm nhập được địa môn. Ngay cả Nguyên Đồng cùng Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung, còn có cả Lãnh Tâm Nhiên, những người được chúng huyền giả Nam Vực ký thác kỳ vọng, cũng chỉ có thể xông qua nhân môn mà thôi. Về phần những người khác, cơ bản tất cả đều tiến vào cổ vực thành từ cẩu môn, thực là khiến cho huyền giả Nam Vực mất hết mặt mũi trước mặt các huyền giả của các vực khác. Đồng thời, huyền giả Nam Vực cũng trở thành những tồn tại thấp nhất bên trong cổ vực thành. Tại Nam Vực, bọn họ là tồn tại chói mắt nhất, tại cổ vực thành này, bọn họ lại là tồn tại thấp nhất. Loại chênh lệch này khiến cho huyền giả Nam Vực khó mà thích ứng nổi, thế nhưng không thích ứng nổi thì lại có thể thế nào? Ai bảo thực lực bọn họ yếu kém cơ? Sao bọn họ có thể phá vỡ quy tắc của cổ vực thành được đây? Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là lúc này, tại cổ vực thành, huyền giả Nam Vực đã trở thành tồn tại bị ức hiếp. Vì sao nói là bị ức hiếp? Bởi vì thực lực yếu, bởi vì Nam Vực chưa có một ai xâm nhập được địa môn. Thế mà bây giờ, Dương Diệp lại xông vào thiên môn. Thời khắc này, vô số huyền giả Nam Vực đều phi thường ăn ý mà quên đi bọn họ đã từng đối đãi với Dương Diệp như thế nào. Giờ khắc này, bọn họ đều phi thường trợ lực cho Dương Diệp, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay dậy lên. Giờ khắc này, bọn họ chân thành hy vọng Dương Diệp có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích, để cho Nam Vực xuất hiện một thiên tài xông qua được thiên môn, sau đó khiến cho bọn họ hãnh diện. Trong đám người, ba người Nguyên Đồng cùng Văn Nhân Nguyệt và Lãnh Tâm Nhiên nhìn Dương Diệp xâm nhập vào trong thiên môn, đáy mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Đặc biệt là Nguyên Đồng, lúc này không có ai có tâm tình phức tạp hơn so với hắn. Công tâm mà nói, hắn hận Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp khiến cho hắn đánh mất truyền thừa của Vũ Thần. Tuy nhiên, hắn cũng cảm tạ Dương Diệp. Bởi vì sau trải nghiệm thanh vân bảng, hắn đã nhìn nhận lại bản thân từ đầu, là Dương Diệp cho hắn biết bản thân hắn còn chưa đến đâu. Là Dương Diệp cho hắn biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, cũng là Dương Diệp đã khiến cho hắn hiểu ra thực lực của Nguyên Đồng hắn vẫn là quá yếu. Cho nên sau khi trải nghiệm thanh vân bảng, Nguyên Đồng hắn không chỉ không hề sa sút ý chí tinh thần, ngược lại còn kích thích hắn có được ý chí chiến đấu chưa từng có trước đó. Do đó hắn chỉ tốn một lần đã đột phá vương giả cảnh, cũng chính bởi vì như thế, Nguyên Đồng hắn mới có thể một lần nữa được nguyên môn coi trọng, phái tới tham gia cuộc tranh giành vận khí này. Sau khi đột phá vương giả cảnh, hắn liền chuẩn bị tìm Dương Diệp rửa nhục, thế nhưng hắn lại bị thất vọng. Dương Diệp vậy mà đã một thân một mình từ Thập Vạn Đại Sơn tới cổ vực thành, điều này khiến cho kế hoạch của hắn thất bại, đành phải nghĩ đến việc sau khi đi vào trong cổ vực thành thì sẽ khiêu chiến Dương Diệp. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, sau khi đi tới cổ vực thành, Nguyên Đồng hắn dĩ nhiên lại là yếu nhược như thế. Đúng vậy. Trong thiên địa nhân cầu tứ môn, Nguyên Môn đã thông chi rằng hắn không thể xông vào thiên môn kia, cho nên hắn liền lựa chọn địa môn. Thế nhưng chuyện khiến cho hắn khó có thể tin được là, Nguyên Đồng hắn, kẻ đã từng được xưng là tồn tại yêu nghiệt nhất Nam Vực, thậm chí ngay cả địa môn cũng không xông qua được. Nếu như không có thêm kiện huyền bảo thiên giai phòng ngự mà Nguyên Môn đưa cho thì Nguyên Đồng hắn lúc này đã thần hồn câu diệt. Ngay giây phút thất bại, hắn đã cảm nhận được sự thất vọng không hề che giấu chút nào trong mắt của những huyền giả Nam Vực chung quanh, thậm chí còn có người lên tiếng nhục mạ hắn. Hắn không trách những người này, bởi vì, là hắn đã cho những người này hy vọng,
thế nhưng hắn lại thất bại. Việc hắn thất bại không chỉ là một mình hắn thất bại, càng khiến cho tất cả các huyền giả Nam vực đều không ngẩng đầu lên được. Hiện tại, khi nhìn thấy Dương Diệp xông vào thiên môn, hắn đột nhiên không hề hận Dương Diệp nữa. Giờ này khắc này, hắn cũng giống như mọi người, hy vọng Dương Diệp có thể xông qua từng cái thiên môn. Tuy là chuyện này có chút không khả thi, thế nhưng giống như mọi người, hắn cũng chân thành hy vọng Dương Diệp có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích. Có thể nói là, Dương Diệp đã là người duy nhất có thể cải biến tình cảnh lúc này của huyền giả Nam vực ở trong cổ vực thành. Hắn chính là Dương Diệp, kẻ được xưng là chuẩn kiếm hoàng của Nam vực. Kiếm ý tứ trọng, kiếm tâm thông minh, chính là hắn sao? Sau khi nghe thấy tiếng hoan hô của huyền giả Nam vực, một gã huyền giả tới từ vực khác tập tức nghi ngờ nói. Kiếm ý tứ trọng thì có lẽ là đúng, bằng không thì lúc trước hắn cũng không có khả năng khiêu chiến Lý Thanh Thủy. Nhưng mà kiếm tâm thông minh chỉ e là tung tin vịt. Nói đùa chứ, kiếm tâm thông minh, ngay tại vực chúng ta cũng chưa từng nghe qua có ai là kiếm tâm thông minh đó nha. Một cái Nam vực nho nhỏ sao lại có thể xuất hiện loại thiên tài này? Cho dù không có kiếm tâm thông minh, nếu như hắn thực sự đã lĩnh ngộ kiếm ý tứ trọng thì cũng là cực kỳ khủng bố. Kiếm tu kiếm ý tứ trọng trong cùng một giai cơ bản là khó gặp được địch thủ. Chẳng qua, nếu như muốn dựa vào kiếm ý tứ trọng để xông qua thiên môn thì không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là đang nói chuyện hoang đường viển vông. Trọng thương 2. Dương Diệp. Một bên, Hy Lạc công tử khẽ cười, sau đó nói. Kiếm ý tứ trọng, kiếm tâm thông minh, chuẩn kiếm hoàng, ha ha, thật là thú vị. Ngay giây phút Tử Điêu chợt lách được vào thiên môn, Dương Diệp thật sự là sợ đến vỡ mật. Thiên môn khủng bố tới đâu hắn đã tận mắt chứng kiến, tiểu gia hỏa đó rõ ràng đã trực tiếp tiến vào trong đó, hắn như thế nào lại không sốt ruột đây. Cho nên, không có chút do dự nào, hắn liền theo chân tiểu gia hỏa kia tiến vào bên trong thiên môn. Ngay khi tiến vào thiên môn, hắn không hề suy nghĩ đến sự khủng bố của thiên môn, cũng không nghĩ xem hắn phải chăng sẽ chết bên trong thiên môn hay không. Lúc đó trong đầu hắn chỉ có một tâm niệm duy nhất, chính là không thể để cho tiểu gia hỏa kia xảy ra chuyện gì. Bên trong thiên môn, Tử Điêu nhìn thấy Dương Diệp cũng đi theo liền lập tức hơi híp tròng mắt lại, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Hiển nhiên, nó còn tưởng rằng Dương Diệp tiến vào chơi đùa cùng nó cơ. Khóe miệng Dương Diệp co rút, ngay thời khắc hắn chuẩn bị ôm Tử Điêu vào trong lòng rồi sau đó hung hăng đập cho nó một trận thì bên trong thiên môn đột nhiên dấy lên một hồi năng lượng chấn động. Ngay lập tức, một đạo quang mang lục sắc một lần nữa thoáng hiện ra, kích xạ tới phía hắn cùng Tử Điêu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức kịch biến, sau đó thân hình khẽ động, ngăn cản trước mặt Tử Điêu, sau đó kiếm ý tứ trọng dũng mãnh phun ra, cùng lúc đó hắn rút kiếm bổ mạnh một phát vào đạo quang mang lục sắc kia. Sau khi đã biết được sự khủng bố của quang mang lục sắc kia, Dương Diệp nào dám chủ quan. Cho nên lúc này đây, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm ý tứ trọng, hơn nữa dùng tới huyền khí màu vàng trong cơ thể cùng với lực lượng thân thể. Kiếm ý tứ trọng cộng với huyền khí màu vàng, còn có lực lượng thân thể, không thể nghi ngờ, đây là một kích toàn lực của Dương Diệp. Uy thế như vậy là cực kỳ khủng bố. Những nơi trường kiếm đi qua, từng tiếng khí bạo không ngừng vang lên, không chỉ có như thế. Không gian những nơi trường kiếm đi qua đều ẩn ẩn vặn vẹo. Chứng kiến một màn này, một bên lông mi của Lý Thanh Thủy nảy lên, Hy Lạc công tử bên cạnh hắn lập tức nói. Quả nhiên là kiếm ý tứ trọng. Ha ha, tên mặt đơ kia, ta vốn cho rằng hắn không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại xem ra, với kiếm ý tứ trọng, tuy là hắn không có khả năng chiến thắng được ngươi, thế nhưng hắn cũng có năng lực cùng ngươi liều mạng nha. Lý Thanh Thủy thu hồi ánh mắt. Liếc mắt nhìn Hy Lạc công tử, không nói gì. Hy Lạc công tử cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía thiên môn. Bên cạnh hai người, Nam Cung Mộng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Tử Điêu, trong đôi mắt ấy trừ nghi hoặc vẫn là nghi hoặc. Trong mắt của mọi người, một kiếm kia của Dương Diệp cùng lục sắc quang mang hung hăng va chạm với nhau, lập tức, mọi người đều nghe thấy một tiếng kim loại đứt gãy thanh thúy. Chuôi kiếm trong tay Dương Diệp lập tức đứt gãy thành vô số mảnh, lập tức một cổ khí lãng kinh khủng đột nhiên tuôn ra từ chỗ giao nhau giữa huyền kiếm cùng lục sắc quang mang. Oanh! Thoáng chốc, cả mặt đất trực tiếp bị chấn động, vô số hòn đá giống như các mũi tên đuôi lông vũ mà bắn về khắp bốn phía, cục diện một mảnh hỗn độn. Chứng kiến một màn này, huyền giả Nam vực lập tức thấp thỏm. Nếu là lúc trước, bọn họ đã ước gì Dương Diệp thần hồn câu diệt.
Thế nhưng hiện tại không thể nha. Hiện tại nếu như Dương Diệp thất bại thì tình cảnh của bọn họ tại cổ vực thành sẽ chỉ càng thêm thảm, sau này sẽ vĩnh viễn trở thành đối tượng chịu ức hiếp. Cho nên, bây giờ Dương Diệp tuyệt đối không thể chết được, ít nhất là hiện tại không thể. Lúc này Dương Diệp không hề biết rằng có thật nhiều người đang lo lắng cho hắn. Một lát sau, mọi người đã thấy được tình huống bên trong Thanh Thiên Môn. Dương Diệp lúc này đang cực kỳ chật vật, một đầu tóc rũ rượi xõa ngang vai, mất trật tự không chịu nổi, quần áo trên người cùng bị rách thành ngàn lỗ, cứ như là bị các mũi tên bắn qua. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đã rơi vào trên cánh tay phải của hắn, chỉ thấy cánh tay phải của hắn chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một màu đỏ tươi. Đúng vậy, cả cánh tay phải của Dương Diệp đã trở thành một màu đỏ tươi. Nếu có người đứng bên cạnh hắn thì sẽ thấy lúc này cả cánh tay của Dương Diệp giống như một tấm thủy tinh bị đánh vỡ, khắp tay là đầy những vết nứt nhỏ giống như là mạng nhện, từng tia máu tươi đang không ngừng chậm rãi tràn ra từ trên cánh tay phải ấy. Ánh mắt của Nam Cung Mộng rơi vào trên cánh tay phải của Dương Diệp, sau đó mặt sắc nàng ngưng trọng. Nàng đã tự mình cảm thụ qua uy lực từ đạo công kích thứ nhất bên trong thiên môn. Nhờ có thiên giai huyền bảo thì nàng mới tiếp được đạo công kích kia, thế nhưng lúc này Dương Diệp lại trừ một thanh huyền kiếm địa giai ra, không mượn bất luận ngoại vật gì, mà tiếp chiêu công kích. Hơn nữa còn trực tiếp đánh nổ đạo lục sắc quang mang này. Thực lực của Dương Diệp vậy mà lại khủng bố như vậy sao? Thiên môn khủng bố 1. Lý Thanh Thủy ở một bên cũng hơi ngưng trọng sắc mặt, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể dựa vào một thanh huyền kiếm địa giai mà tiếp được một kích kinh khủng kia. Đương nhiên, lúc này hắn lại càng thêm nghỉ hoặc, bởi vì muốn dựa vào kiếm ý tứ trọng đánh nát một kích kinh khủng kia là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nói cách khác, lúc trước Dương Diệp nhất định còn dùng thủ đoạn gì khác. Tuy nhiên, vậy thì có sao? Lý Thanh Thủy khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh, đừng nói kiếm ý tứ trọng, cho dù Dương Diệp thực sự là kiếm tâm thông minh thì hắn lại phải sợ sao? Bởi vì cuối cùng thì Dương Diệp cũng chỉ là vương giả nhất phẩm cảnh mà thôi. Chênh lệch cảnh giới không phải là thứ mà kiếm ý tứ trọng hay kiếm tâm thông minh có thể bù đắp. Vượt phẩm khiêu chiến, nói đùa chứ, trên đời này có ai có thể ượt phẩm khiêu chiến hắn hay sao? Lúc này trong chàng không có ai là cao hứng hơn những huyền giả nam vực. Thấy Dương Diệp vậy mà lại đỡ được công kích của thiên môn, sau khi khiếp sợ qua đi, bọn họ liền triệt để sôi trào. Lúc trước bọn họ chỉ là hy vọng Dương Diệp có thể xông qua thiên môn, ấy chỉ là hy vọng, cũng chẳng phải bọn họ coi trọng gì Dương Diệp. Thế nhưng hiện tại bọn họ đã tin, bọn họ cảm thấy Dương Diệp nhất định có thể một lần nữa mang đến kỳ tích trồ. Lúc này sắc mặt Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng, bởi vì một kích khủng bố vừa rồi của thiên môn đã khiến cho hắn thiếu chút nữa thì đứt rời cả cánh tay. Ông trời ơi, phòng ngự thân thể của hắn đã không kém cường giả linh giả cảnh đó nha. Hơn nữa lúc trước khi thi triển kiếm ý tứ trọng, trong cơ thể hắn còn có huyền khí màu vàng, thế mà, cho dù có như thế, cánh tay của hắn cũng suýt nữa nứt rời. Công kích của thiên môn lại khủng bố đến như vậy. Đúng lúc này, bên trong thiên môn lại truyền tới một đợt sóng năng lượng nhàn nhạt. Chứng kiến một màn này, đồng tử Dương Diệp co lại, ngay khi hắn chuẩn bị thi triển ra ngũ trọng kiếm ý thì bên trong thiên môn lại đột nhiên điện xạ ra một đạo quang mang lục sắc. Quang mang lục sắc này có tốc độ cực nhanh, ngay khi Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng thì đã đánh tới trước ngực hắn. Bị quang mang lục sắc đánh trúng, hai mắt Dương Diệp lập tức trợn to, cả mặt trong chốc lát vặn vẹo, yên lặng một giây, một tiếng nô vang lên, quần áo trên người Dương Diệp lập tức hóa thành tro tàn, để lộ ra thân thể của hắn. Khi mọi người nhìn thấy thân thể của Dương Diệp thì tất cả đều ngây người. Lúc này toàn thân Dương Diệp giống như một miếng thủy tinh bị đập mạnh một cái. Khắp cả người chẳng chịt vết máu. Đúng vậy, lúc này toàn thân Dương Diệp đã vỡ ra, vô số máu tươi chậm rãi từ trong cơ thể hắn tràn ra. Chẳng bấy lâu sau, Dương Diệp đã như là một huyết nhân, trông cực kỳ dữ tợn khủng bố. Chứng kiến một màn này, Nam Cung Mộng ở một bên khẽ lắc đầu. Dương Diệp không có thiên giai huyền bảo, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào mà đã tùy tiện xông vào bên trong thiên môn, vậy thì có thể không chết hay sao? Tuy nhiên, Dương Diệp có chết thì cũng coi như là chết quang vinh, bởi vì dù sao hắn cũng đã đỡ được một kích khủng bố của thiên môn. Hy Lạc công tử đứng bên phải Nam Cung Mộng cũng khẽ lắc đầu, nhìn Dương Diệp bên trong thiên môn giờ đã giống như một huyết nhân, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Bởi vì lúc trước hắn có thể ngăn cản Dương Diệp tiến vào bên trong thiên môn, chỉ là hắn muốn nhìn xem thực lực của Dương Diệp mạnh đến đâu mà thôi.
cho nên mới không có ra tay ngăn cản. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, Dương Diệp lại cứ như vậy mà vong mạng. Lúc này trong tràng, treo lên sắc mặt khó coi nhất chính là những huyền giả Nam Vực. Vừa một khắc trước, Dương Diệp đã cho bọn họ hy vọng, thế nhưng một khắc sau, Dương Diệp lại khiến cho bọn họ tuyệt vọng. Nghĩ đến sau này sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được tại cổ vực thành này, còn bị huyền giả từ các vực khác nô dịch, vô số huyền giả Nam Vực đã không khống chế được cảm xúc của bản thân, nổi giận mắng nhiếc Dương Diệp bên trong thiên môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp, con mẹ nó ngươi đừng chết, không phải ngươi được xưng là kẻ yêu nghiệt nhất Nam Vực hay sao? Ngươi không phải là chuẩn kiếm hoàng tương lai hay sao? Ngươi không phải là kiếm tâm thông minh hay sao? Con mẹ nó ngươi sao có thể chết? Con mẹ nó ngươi sao có thể chết? Dương Diệp, con mẹ nó ngươi nhúc nhích cho ta, tên ngu xuẩn này, không phải ngươi rất trâu bò sao? Không phải thân thể ngươi có thể so với phòng ngự của huyền thú vương cấp sao? Con mẹ nó ngươi hiện tại như thế nào lại không tiếp được một kích của thiên môn? Ha ha, chết, chết cũng tốt, ha ha. Chuẩn kiếm hoàng cái khỉ mốc, kiếm tâm thông minh cái khỉ mốc, cũng là giống như chúng ta thôi. Ở Nam Vực thì cũng coi như trâu bò, sau khi đi tới cổ vực thành rồi lại biến thành rác rưởi, tất cả mọi người đều y như nhau cả thôi, ha ha. Gạch nối chấm chấm chấm. Chết thật rồi sao? Trong đám người, Nguyên Đồng nhìn Dương Diệp như một huyết nhân, giống như mất hồn mà thấp giọng lẩm bẩm, nói. Sao có thể cứ như vậy chết đi? Ngươi chết, ta phải tìm ai tới tìm lại cho ta vũ thần chi tâm đã bị mất đi đây. Lúc này, còn có một đám người đang phi thường cao hứng, chính là đám người của Kiếm Tông. Lúc này trên mặt Kiếm Vô Cực có thể thấy được một dáng vẻ tươi cười phát ra từ đáy lòng. Dương Diệp đã không phải là đệ tử của Kiếm Tông, hơn nữa còn là đệ tử bị Kiếm Tông đuổi đi, Dương Diệp càng mạnh thì càng chẳng khác nào đang ra sức chế nhạo Kiếm Tông. Với tư cách là đệ tử của Kiếm Tông, hắn đương nhiên không muốn thấy tông môn của mình bị người ta chê cười. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là nếu như Dương Diệp thực sự xông qua được thiên môn, với địa vị của người xông qua được thiên môn tại cổ vực thành, lại thêm chuyện Kiếm Tông đã từng đối xử như vậy với Dương Diệp sẽ bỏ qua cho đệ tử Kiếm Tông bọn họ hay sao? Theo hắn thì, nhất định là sẽ không. Đến lúc đó, dựa vào đặc quyền mà Dương Diệp có được bên trong cổ vực thành, Kiếm Tông bọn họ chắc chắn sẽ toi đời. Tuy nhiên, không cần lo lắng những chuyện này nữa, bởi vì Dương Diệp đã chết. Chết thật rồi à? Một bên khác, Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp trong tràng, nói khẽ. Ngươi chết rồi, muội muội của ngươi phải làm sao bây giờ, Ngọc Di lại phải làm sao bây giờ? Ngươi sao có thể cứ như vậy chết đi? Dương Diệp chết thật sao? Đương nhiên là không chết, tuy nhiên hắn cũng sắp chết rồi. Lúc này Dương Diệp đến thở mạnh cũng không dám, sợ rằng thở hơi mạnh một chút thì toàn thân hắn sẽ ngay lập tức vỡ vụn thành vô số khối. Có thể nói, hiện tại hắn đã bị thương đến mức nghiêm trọng nhất tính từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ. Bởi vì lúc này toàn thân hắn thực sự đã bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, nếu như không phải thân thể hắn cường hãn đến cực điểm thì chỉ sợ hiện tại đã trở thành một đống thịt vụn. Tuy nhiên, dựa vào phòng ngự thân thể, bây giờ hắn vẫn miễn cưỡng còn giữ được vài hơi thở, thế nhưng hiện tại hắn lúc nào cũng có thể chết. Bởi vì máu của hắn vẫn đang không ngừng chảy, hơn nữa trên người hắn còn đang không ngừng xuất hiện các vết nứt nhỏ. Khi Dương Diệp bị đạo quang mang lục sắc thứ hai đánh trúng, đầu sỏ tai họa tiểu gia hỏa lập tức ngây người. Tử Điêu lơ lửng trong không trung, nhìn máu trên người Dương Diệp càng chảy càng nhiều, tình huống càng ngày càng hỏng bét, cặp mắt linh động lập tức chậm rãi tràn ra hai cổ thanh tuyền. Tiểu chảo dè dặt với tới Dương Diệp, thế nhưng lại sợ làm đau Dương Diệp, sau đó liền rụt về. Nhất thời, Tử Điêu nôn nóng không ngừng chớp lóe xung quanh Dương Diệp. Thấy một màn này, sắc mặt của tất cả mọi người trong trang đều lập tức kịch biến. Nó, không gian thuấn di. Hy Lạc công tử thất thanh kêu lên. Nó là yêu thú. Trong mắt Lý Thanh Thủy xuất hiện một tia khiếp sợ, hắn không nói gì, chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Tử Điêu, cứ như thể là muốn nhìn thấu tiểu gia hỏa mà lúc trước hắn muốn bắt lấy này. Nam Cung Mộng hít sâu một hơi, đáy mắt là vẻ khiếp sợ không che giấu chút nào, nói. Quả nhiên là tộc kia, chỉ có điều, sao nó lại ở cùng một chỗ với một nhân loại vậy? Nhìn Tử Điêu đang không ngừng lập lòe ở trước mặt mình, bờ môi Dương Diệp khẽ nhếch, muốn nói một câu không có việc gì, thế nhưng vừa mới mở miệng thì một ngụm máu tươi đã phun ra từ trong miệng hắn.
Động tĩnh này liên lụy đến miệng vết thương khắp toàn thân hắn, đau nhức tê tâm liệt phế lập tức khiến cho khuôn mặt hắn một lần nữa vặn vẹo. Tử Điêu vội vàng dừng lại trước mặt Dương Diệp, tiểu trảo vươn tới trước mặt Dương Diệp, thế nhưng lại rụt về, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn ục đã sớm thấy nước mắt chảy thành sông. Đúng lúc này, bên trong thiên môn lại đột nhiên truyền ra một sóng năng lượng chấn động. Ngay lập tức, một đạo hào quang năng lượng lục sắc một lần nữa thoáng hiện ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn được mà một lần nữa điện xạ về phía Dương Diệp. Nhìn thấy hào quang năng lượng màu xanh lá xuất hiện một lần nữa, Dương Diệp đứng ở bên trong thiên môn lập tức không khỏi cười khổ trong lòng. Ông trời thật sự muốn tiêu diệt Dương Diệp hắn hay sao? Đột nhiên, như là nghĩ đến cái gì, Dương Diệp mạnh mẽ nhìn về phía Tử Điêu trước mặt hắn, không còn cố kỵ thương thế trên người, cưỡng ép mở miệng nói. Tiểu, ra, chạy. Một câu còn chưa dứt, một ngụm máu đặc lại một lần nữa phun ra. Tử Điêu sững sờ một giây, sau một khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn ục lập tức dữ tợn. Ngay lập tức, một cỗ ánh sáng tím mạnh mẽ phóng ra từ trên thân mình nó, ngay sau đó, thân hình Tử Điêu lập tức lớn gấp đôi, một đôi cánh nho nhỏ màu tím xuất hiện ở trên lưng Tử Điêu. Không chỉ có như thế, cặp mắt to của Tử Điêu trong nháy mắt đã biến thành màu tím. Tử đồng không gian điêu. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Mộng đứng ở một bên liền trợn trong hai mắt, nghẹn ngào kinh hãi nói. Nghe được lời nói của Nam Cung Mộng, hai vị cường giả linh giả cảnh cùng Lý Thanh Thủy, còn có Hy Lạc công tử liền lập tức đánh một ánh nhìn không thể tưởng tượng nổi về phía Tử Điêu bên trong thiên môn. Tại thời khắc này, mấy người đã không có hứng thú xem Dương Diệp đã chết hay là chưa, hiện tại trong con mắt của bọn họ chỉ còn có tiểu gia hỏa đang giận dữ đến mức tận cùng kia. Quang mang lục sắc vừa tới trước mặt Dương Diệp, Tử Điêu đã biến thân liền lập tức vung lên tiểu trảo, một đạo ánh sáng màu tím hiện lên. Sau đó thì đạo quang mang lục sắc trực tiếp biến mất ngay trước mặt Dương Diệp, sau một khắc, đạo quang mang lục sắc quỷ dị kia liền đánh vào trên vách tường ở đằng xa của thiên môn. Oanh! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên giữa sân như sấm rền vang vọng, thiên môn kịch liệt rung động trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Yên lặng một giây, bên trong thiên môn lại thoáng hiện ra một đạo quang mang lục sắc. Kích thứ tư! Hai vị cường giả linh giả cảnh ở một bên ngây ra như phỗng. Thiên môn từ trước tới nay đều chỉ đánh ra ba đạo công kích, lần này thế mà lại xuất hiện đạo công kích thứ tư. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra vấn đề ở đâu? Lúc này trong đầu hai vị cường giả linh giả cảnh chất đầy nghi vấn. Giống như lần trước, sau khi đạo quang mang lục sắc ấy xuất hiện, nó lại một lần nữa bắn về phía Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, khiến cho đồng tử Dương Diệp kịch liệt co rút. Bởi vì tốc độ của nó cực nhanh, hắn đều không thấy rõ quỹ tích của quang mang lục sắc này. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm giác được quang mang lục sắc ấy đã hiện ra ở trước mặt mình, muốn một lần nữa tiếp xúc thân mật với hắn. Cũng may đúng lúc này, tiểu trảo của Tử Điêu lại là vung lên, sau đó cỗ khí tức kinh khủng liền lập tức biến mất ngay trước mặt Dương Diệp. Sau một khắc, đạo quang mang lục sắc kia liền trực tiếp xuất hiện trong đám người bên ngoài thiên môn. Lần này quang mang lục sắc không công kích thiên môn mà trực tiếp bị tiểu gia hỏa rời ra bên ngoài thiên môn, đánh tới hướng đám người. Không biết là Tử Điêu cố ý hay là vô tình, quang mang lục sắc tại rơi đúng vào chỗ mà Huyền Giả Nam Vực đang đứng. Quang mang lục sắc bất thình lình ập tới, khiến cho Huyền Giả Nam Vực lập tức sợ đến vỡ mật. Tử Điêu nổi giận một. Oanh! Nương theo một tiếng nổ mạnh kinh thiên, gần trăm tên Huyền Giả Nam Vực còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạo quang mang lục sắc trực tiếp đánh nổ thành một đống thịt vụn. Khói bụi tán đi. Một cái hố to đen kịt sâu không thấy đáy xuất hiện ở bên ngoài cổ vực thành. Nhìn cái hố to này, vô số huyền giả lập tức hít sâu một hơi, hai người Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc công tử cũng nheo mắt. Công kích của thiên môn thật sự là quá kinh khủng. Một kích này, nếu như là hai người bọn họ thì cũng không thể tránh nổi. Rất nhanh, sau khi khiếp sợ qua đi, mọi người đều nhìn thẳng về phía Tử Điêu ở bên trong thiên môn. Lúc này hai mắt Tử Điêu đỏ đậm tới phát tím, sắc mặt dữ tợn. Một cỗ khí tức thô bạo không ngừng phát ra từ trên người nó, trên lưng nó là một đôi cánh màu tím đang không ngừng vẫy đập. Theo hai cánh màu tím không ngừng kích động, một ít người mắt sắc đã kinh hãi phát hiện, không gian chung quanh Tử Điêu cứ như là các gợn sóng đang không ngừng nhộn nhạo. Đúng lúc này, bên trong thiên môn một lần nữa lại dần hiện ra một đạo quang mang lục sắc. Thấy một màn này, mọi người sắc mặt kịch biến, sau đó không chút nghĩ ngợi mà chạy tứ tán về khắp bốn phía. Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc công tử,
còn có Nam Cung Mộng cũng lui về phía sau hơn 10 trường. Với thực lực của ba người bọn họ, nếu hợp lực thì đương nhiên có thể ngăn cản được một kích này của Thiên Môn, thế nhưng điều này thật sự là không cần thiết. Hơn nữa, hiện tại Tử Điêu rõ ràng đã rơi vào trong trạng thái nổi giận, ba người bọn họ cũng không muốn đi trêu chọc nó. Lúc này đây, đạo quang mang lục sắc kia không công kích Dương Diệp nữa mà là kích xạ về phía Tử Điêu. Nhưng đạo quang mang lục sắc này còn chưa tới được trước mặt Tử Điêu thì đã quỷ dị biến mất trong Thiên Môn. Sau một khắc, bên ngoài Thiên Môn lại vang lên một tiếng nổ lớn kinh thiên, một vài huyền giả trốn chậm lập tức bị nổ thành cát mịn. Nhìn thấy một màn này, vô số người liền thấy kinh hãi trong lòng, lập tức như điên mà chạy thoát khỏi cổ vực thành. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ hận không thể sinh thêm mấy cái chân, chỉ mình Tử Điêu đã thật sự đáng sợ. Rồi, sự tình còn chưa kết thúc, Thiên Môn dường như đã nổi giận, một hồi rung động kịch liệt, sau một khắc, năm đạo quang mang lục sắc lóe lên, bắn về phía Tử Điêu cùng Dương Diệp, tốc độ hát xê ực nhanh, so với lúc trước ít nhất cũng phải nhanh gần gấp đôi. Dương Diệp lúc này tuy rằng không thể động nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh, nhìn thấy năm đạo quang mang lục đi sắc xuất hiện, Dương Diệp lập tức kinh hãi muốn chết. Tiểu gia hỏa này làm sao có thể ngăn cản đây? Nghĩ vậy, Dương Diệp không còn cố kỵ thương thế trên người nữa, huyền khí trong cơ thể điên cuồng kích động, cưỡng ép vận chuyển huyền khí trong cơ thể theo kinh mạch tuôn ra bên ngoài cơ thể. Cánh tay khẽ động, ẩn kiếm xuất hiện trong tay, hai tay nắm lấy ẩn kiếm. Dương Diệp cố nén sự đau nhức kịch liệt tê tâm liệt phế khắp toàn thân, thân hình khẽ động, ngăn cản trước mặt Tử Điêu đã bị năm đạo quang mang lục sắc làm cho có chút ngây người. Sau đó, hắn hét to lên một tiếng, từ trên xuống dưới, mãnh liệt mà bổ một phát về phía năm đạo quang mang lục sắc kia. Một đạo kim sắc kiếm khí mang theo âm thanh xé gió bén nhọn chói tai. Điện xạ mà ra. Nhưng đạo kim sắc kiếm khí này còn chưa tiếp xúc được với năm đạo quang mang lục sắc kia thì đã bị nộ thế tràn ra từ năm đạo quang mang lục sắc chấn cho tan thành mây khói. Chứng kiến một màn này, Dương Diệp cười khổ, chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết tại đây hay sao? Ngay khoảnh khắc động kiếm khí, toàn thân hắn liền bắt đầu chậm rãi vỡ ra, để lộ ra xương cốt cùng huyết nhục đỏ tươi bên dưới làn da, bộ dáng như vậy cực kỳ dữ tợn khủng bố, khiến cho vô số huyền giả không đành lòng nhìn thẳng. Trên người máu càng chảy càng nhiều, làn da càng rách càng lớn, huyền khí trong cơ thể cũng bắt đầu loạn động, Dương Diệp lúc này cảm giác như mình xác thực phải chết. Nếu như không tùy tiện xông tới thì hắn cũng chưa chắc sẽ phải chết. Hắn tự vấn lòng, có hối hận không? Dương Diệp không hối hận, cho dù ngay tại thời khắc xông tới hắn đã biết rõ kết cục hiện tại thì hắn vẫn sẽ không chùn bước mà xông tới. Hắn coi tiểu gia hỏa là thân nhân của mình, tiểu gia hỏa gặp nguy hiểm. Dương Diệp hắn lại há có thể thấy chết mà không cứu sao? Cho dù biết rõ không địch lại thì hắn cũng muốn ra tay, cùng lắm thì là chết chứ gì. Hắn đương nhiên không cam lòng chết, bởi vì hắn còn phải cứu mẫu thân, còn muốn chiếu cố muội muội, chỉ là có một số việc không thể bởi vì hai nguyên nhân này mà không làm. Tựa như hiện tại vậy. Lưu luyến liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa trước mặt, Dương Diệp khẽ hé bờ môi, muốn kêu tiểu gia hỏa chạy mau. Thế nhưng giờ này khắc này hắn làm thế nào cũng không mở nổi miệng. Dần dần, ý thức của Dương Diệp bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Nhìn hai mắt chậm rãi nhắm lại của Dương Diệp, Tử Điêu ngơ ngác, sau đó triệt để phẫn nộ. Thu! Ngửa đầu hét lên một tiếng hét giận dữ, từ trong thân hình của Tử Điêu mạnh mẽ tuôn ra một đạo ánh sáng màu tím sáng chói. Khi mọi người nhìn thấy đạo ánh sáng tím ấy, tất cả liền lập tức khiếp sợ tới mức tròng mắt cũng muốn rơi ra. Bởi vì nơi nào mà đạo tử quang này đi qua thì không gian ở đó đều bị vặn vẹo một cách quỷ dị. Đúng vậy, không gian bắt đầu vặn vẹo. Sau khi năm đạo ánh sáng tím tiến vào trong không gian vặn vẹo kia, chúng cũng bị vặn vẹo một cách quỷ dị. Sau đó không đến một hồi đã biến mất, đúng vậy, chính là cứ như vậy trực tiếp biến mất. Không hổ là không gian điêu tộc quỷ dị nhất, thần bí nhất yêu vực. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Mộng ở một bên hít sâu một hơi, nói. Thiên phú như vậy, thần thông không gian kinh khủng như vậy, khó trách mấy đại cấp bá chủ tại yêu vực cũng không dám đơn giản đi trêu chọc chúng. Chỉ có điều, sao nó lại đi theo một nhân loại vậy? Hơn nữa lại còn là một nhân loại chỉ mới tới vương giả cảnh nhất phẩm. Đúng lúc này, Thiên Môn một lần nữa truyền ra một hồi năng lượng chấn động, lập tức, 10 đạo năng lượng quang mang lục sắc lăng không đáp xuống. Nhìn thấy một màn này, bên trong hai đồng tử của Tử Điêu lập tức lộ ra một tia buồn bã. Lúc trước thi triển thuật không gian kia đã là một kích cuối cùng của nó, nói cách khác,
lúc này nó cũng không có cách nào đối phó được với 10 đạo quang mang lục sắc. Thân hình lóe lên, Tử Điêu đáp xuống trên bờ vai Dương Diệp, cái đầu nhỏ dán lấy gương mặt của Dương Diệp, sau đó đôi đồng tử cũng chậm rãi nhằm lại. Từ đầu đến cuối, nó có thể trốn. Phải nói là, ngay khi nó tiến vào thiên môn, nó chắc chắn có biện pháp đối phó với công kích của thiên môn, hơn nữa nếu có chuyện gì thì nó vẫn có thể trốn, bởi vì quang mang lục sắc có thêm nhanh thì cũng không nhanh bằng nó. Chỉ có điều nó không nghĩ tới Dương Diệp cũng sẽ theo nó vào đây, quang mang lục sắc không nhanh bằng nó nhưng tuyệt đối là nhanh hơn Dương Diệp. Nói cách khác, Dương Diệp không có cách nào chạy trốn. Hơn nữa khi nó còn chưa kịp phản ứng thì Dương Diệp đã bị đạo quang mang lục sắc kia đánh trúng, vậy thì nó sao có thể bỏ lại Dương Diệp để chạy trốn một mình đây? Tựa như hiện tại, nó tuy rằng chống cự chẳng nổi 10 đạo quang mang lục sắc, thế nhưng nếu nó muốn chạy trốn thì vẫn còn có thể. Tuy nhiên, nó không lựa chọn chạy trốn, cũng giống như Dương Diệp, nếu không thể cùng sinh vậy thì cùng chết đi. Hỗn đản, vương bát đản, cấp hỗn đản, cấp vương bát đản, hai người các ngươi có thể để cho bổn công chúa yên tĩnh hay không? Ahat 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 ahat. Vạn năm, bốn công chúa thật vất vả mới sắp đột phá được nhất trong cấm chế, hiện tại vì các ngươi, vừa định lâm vào ngủ say, ahat 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 ahat. Thứ khí linh rác rưởi này mà cũng dám phá hư chuyện tốt của bổn công chúa giết người ahat 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 ahat. Dương Diệp sắp hôn mê đến nơi mà trong thoáng chốc lại nghe thấy một đoạn lời nói. Ngay lập tức, Dương Diệp có chút mơ hồ cảm giác được tiểu tuyền trong cơ thể mình đột nhiên xoay tròn. 10 đạo quang mang lục sắc nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Tử Điêu, nhưng mà một khắc sau, một đám kình khí màu tím đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Dương Diệp. Sau đó đám kình khí màu tím ấy lập tức đánh tan 10 đạo quang mang lục sắc kia. Tốc độ của kình khí màu tím không giảm đi, dùng tốc độ mà mọi người căn bản nhìn không thấy trực tiếp đánh tới thiên môn. Oanh! Tường thành trăm trượng cao ngút lập tức kịch liệt run lên, một khắc sau, từ bên trong thiên môn truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thiên môn ầm ầm sụp đổ. Không, không nên nói là sụp đổ, mà là nát bấy, đúng vậy. Thiên môn trực tiếp nát bấy thành cát mịn. Không chỉ có thiên môn, ngay cả địa môn cũng là như thế. Thiên môn cùng địa môn của cổ vực thành cứ như vậy mà biến mất. Nhìn mảnh vụn đầy đất, mọi người ngây ra như phỗng, hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Đúng lúc này, một vị trung niên quỷ dị xuất hiện tại cửa thành cổ vực thành, vị trung niên ấy ước chừng khoảng 40 tuổi, mày rậm mắt to, khuôn mặt hình chữ mã, hai mắt sáng ngời hữu thần, đứng ở đó. Dù chưa nói một câu nhưng lại là không giận tự uy, có một cỗ khí thế nhiếp người. Hai gã cường giả linh giả cảnh nhìn thấy vị trung niên ấy, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, sau đó vội vàng chạy đến trước mặt vị trung niên, cung kính thi lễ với trung niên. Cường giả linh giả cảnh bên phải nói. Mã lão, ngươi sao lại tới đây? Vị trung niên được xưng là mã lão hơi lắc đầu, sau đó ánh mắt tản ra bốn phía. Khi nhìn thấy tình trạng của thiên môn cùng địa môn, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng hắn lại biết rõ, thiên môn cùng địa môn chính là một kiện đạo khí, khí linh của đạo khí này tương đương với một cường giả tôn giả cảnh đó nha. Nhưng mà hiện tại khí linh tương đương với tôn giả cảnh lại bị người ta đánh vỡ, không chỉ có thế, ngay cả khí thể của đạo khí này cũng đã biến thành các mảnh vỡ. Này là thực lực khủng bố tới nhường nào, ít nhất cũng phải là cường giả hoàng giả cảnh ngoài ngũ phẩm thì mới có thể làm được tới dứt khoát như thế. Nghĩ vậy, mã lão hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói. Tại hạ là Mã Dĩ Bình, trưởng lão của chấp pháp đội của cổ vực thành, bằng hữu đã dám ra tay phá hủy thiên môn cùng địa môn của cổ vực thành, vậy hẳn là không có lý do không dám hiện thân đi. Không có ai trả lời. Mã Dĩ Bình nhướng mày, sau đó thần niệm dũng mãnh phun ra. Sau nửa ngày, chân mày của Mã Dĩ Bình nhíu lại càng sâu. Dùng thực lực của hắn. Thần niệm của hắn đã có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm chung quanh trong nháy mắt, vốn là cố kỵ thực lực của đối phương cho nên khi vừa ra tới hắn cũng không dùng thần niệm tìm kiếm đối phương luôn, bởi vì chuyện đó là cực kỳ không tôn trọng người khác. Chỉ có điều đối phương không đáp lời cũng không hiện ra, khiến cho hắn có chút tức giận, lúc này mới thi triển thần niệm. Thế nhưng điều khiến cho hắn nghi hoặc chính là, thần niệm của hắn vậy mà lại không tìm thấy đối phương. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại nguyên nhân. Chính là thực lực của đối phương cao hơn hắn rất nhiều, sau đó tránh được thần niệm của hắn. Mà ở cổ vực thành,
Không, phải nói là tại cả đại lục này, huyền giả có thực lực cao hơn hắn cũng chỉ đếm trên hai cánh tay, mà những người này không có chỗ nào lại không phải là loại lão quái vật sống vài vạn năm. Mã Dĩ Bình còn chuẩn bị nói gì thêm nữa, đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn qua phương Bắc, sau nửa ngày, thấp giọng nói. Những tên gia hỏa ma vực lần này tới cũng thật là nhanh. Trầm ngâm một hồi, Mã Dĩ Bình đưa ánh mắt quét qua mọi người, sau đó trầm giọng nói. Không muốn chết thì vào trong thành. Nói xong, thân hình Mã Dĩ Bình khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn không thể nhúng tay vào tranh đấu giữa các vãn bối, lúc trước nhắc nhở một câu đã tính là phạm quy, tuy nhiên vẫn còn may là không nghiêm trọng như vậy. Ở phía bắc cổ vực thành, cách ngàn dặm có một ngọn núi. Ngọn núi cao vút trong mây, nhìn từ đằng xa, ngọn núi như là một cây cột trụ trời, đỡ lấy thiên địa. Đỉnh núi này chính là đỉnh Kình Thiên tiếng tăm lừng lẫy của đại lục huyền giả. Cũng là một tấm bình phong ngăn giữa ma vực cùng nam vực. Nếu như không có ngọn núi này, nam vực sớm đã không còn là nhân loại. Đương nhiên, thứ chính thức ngăn cản thanh niên ma vực không phải là ngọn núi này, mà là cấm chế bên trên ngọn núi này. Bên trên ngọn núi này có một loại cấm chế vừa thần bí vừa cường đại, cấm chế này là một loại trọng lực, cảnh giới càng cao thì khi lên ngọn núi này sẽ phải chịu trọng lực càng lớn. Ví dụ như, tiên thiên cảnh lên ngọn núi này sẽ phải thừa nhận trọng lực gấp 10 lần bình thường, thế nhưng nếu như là cường giả vương giả cảnh thì trọng lực phải chịu chính là gấp 30 lần. Hơn nữa càng lên cao thì trọng lực sẽ càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, nếu có thanh niên ma tộc có thể chịu được trọng lực ở trên đỉnh Kình Thiên, vượt qua được đỉnh Kình Thiên mà đến Nam Vực, người thanh niên ấy cũng sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Bởi vì sau khi chịu được trọng lực gấp mấy chục lần thông thường, bất kể là thực lực hay là tâm tình của bản thân hắn cũng sẽ được gia tăng rất nhiều. Ma tộc là một chủng tộc mà kẻ mạnh là trên hết, đối với thanh niên ma tộc mà nói, sự cường đại chính là tánh mạng. Chỉ cần có thể cường đại, bọn họ có thể trả giá tất cả, cho dù là tánh mạng. Cho nên, mỗi một lần thanh vân bảng đều có vô số thanh niên ma tộc che già măng mọc tìm đến mong vượt qua đỉnh Kình Thiên. Thế nhưng số người có thể chính thức vượt qua đỉnh Kình Thiên thì lại ít tới đáng thương. Lúc này, giữa sườn núi trên đỉnh Kình Thiên, mấy trăm tên thanh niên hình thể cao lớn đang từng bước một chậm rãi đi về phía đỉnh Kình Thiên. Những thanh niên này có bộ dáng cực kỳ giống với nhân loại, nếu như không phải hình thể của bọn họ rõ ràng tráng kiện hơn nhân loại rất nhiều, cũng như trên đầu mỗi người đều mọc ra một cặp sừng thì có nói bọn họ là nhân loại cũng không sai biệt lắm. Đi đầu đám thanh niên ấy có một thanh niên đặc biệt khiến cho người khác chú ý, vì sao lại nói hắn đặc biệt khiến cho người khác chú ý vậy? Bởi vì cặp sừng của những người phía sau hắn đều là màu đen, mà cặp sừng của hắn lại có màu tím. Không chỉ có như thế, ngẫu nhiên có ai trong những thanh niên phía sau nhìn về phía hắn thì ánh mắt đều vô cùng tôn kính. Ma Kha, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, không thì cũng đừng ngăn cản trọng lực thay cho chúng ta nữa. Đúng lúc này, một gã thanh niên ma tộc đi đến bên cạnh thanh niên có cặp sừng màu tím khẩn cầu. Đúng vậy, Ma Kha lão đại. Nếu như không phải vì giúp chúng ta giảm bớt trọng lực thì ngươi hẳn đã sớm vượt qua đỉnh Kình Thiên này rồi. Ngươi cứ kệ chúng ta đi, bằng không thì, nếu như ngươi bị chúng ta liên lụy, chúng ta sẽ thực sự trở thành tội nhân của ma tộc. Cứ mặc kệ chúng ta, lão đại ngươi đi đi. Gạch nối chấm chấm chấm. Nam tử tên Ma Kha dừng bước lại, quay người liếc nhìn mọi người, thấy con mắt đỏ bừng của mọi người, Ma Kha hít sâu một hơi, sau đó nói. Lần này cùng ta vượt qua đỉnh Kình Thiên có bao nhiêu người? Nghe vậy, thần sắc mọi người lập tức ảm đạm, trầm mặc một hồi, rất nhanh liền có người đáp. 13 vạn huynh đệ ma tộc. Thế còn bây giờ thì sao? Ma Kha một lần nữa hỏi. Mọi người cúi đầu, trầm mặc. Hiện tại chỉ còn có 432 người. Ma Kha nhắm hai mắt lại, nói. 13 vạn tinh anh của ma tộc đi theo ta. Còn chưa tới Tiềm Long Tháp mà đã chỉ còn lại có 432 người. Nếu như ngay cả các ngươi cũng chết tại đỉnh Kình Thiên này, cho dù Ma Kha ta có đạt được vị trí đầu bảng Tiềm Long bảng, thay ma tộc đoạt được vô số vận may thì cũng lại có ý nghĩa gì đây? Các ngươi có thể đi đến đây, vậy là đã chứng minh được tiềm lực của các ngươi, chỉ cần các ngươi sống sót, tương lai ma tộc ta sẽ xuất hiện vô số cấp cường giả. Thế nhưng, nếu như các ngươi chết, trong tương lai gần, cường giả thượng tầng của ma tộc ta sẽ xuất hiện đứt gãy, đến lúc đó, ma tộc ta sẽ gặp nguy. Chúng ta cũng biết đạo lý kia. Thanh niên đứng bên cạnh Ma Kha cười khổ nói.
Chỉ có điều đỉnh kình thiên này thật sự quá kinh khủng, lúc này chúng ta đã đang thừa nhận trọng lực gấp bình thường 46 lần, 46 lần trọng lực, nếu như không có Ma Kha ngươi thừa nhận đại bộ phận trọng lực thì chúng ta chỉ sợ đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Bây giờ cũng mới chỉ đến lưng chừng sườn núi kình thiên mà thôi. Ma Kha hít sâu một hơi, rồi đột nhiên quay người nhìn về phía đỉnh kình thiên, nhìn xem ngọn núi chọc thủng vòng trời kia. Đáy mắt Ma Kha hiện lên một vòng dữ tợn, bỗng dưng, hắn chỉ một ngón tay, phẫn nộ quát. Vì cái gì, tại sao lại để cho ma tộc ta sinh hoạt tại loại địa phương ác liệt này? Dựa vào cái gì mà không cho ma tộc ta tiến vào thế giới loài người? Dựa vào cái gì? Thanh niên sau lưng Ma Kha trầm mặc, bọn họ đương nhiên biết Ma Kha là đang hỏi ai. Ma Kha hỏi, đương nhiên là vị cấp cường giả ban đầu đã bố trí cấm chế khủng bố ở đỉnh kình thiên này. Ma vực nhiều năm bằng thiên tuyệt địa, chỗ đó khí hậu cực kỳ ác liệt, bởi vì khí hậu cùng hoàn cảnh ác liệt nên rất nhiều thứ đồ vật đều không thể sinh tồn, cho nên đồ ăn ở ma vực vô cùng thiếu thốn. Có thể nói, trong số 10 hài nhi tại ma vực, chỉ ít có 4 đứa còn chưa trưởng thành mà đã phải chết đói. Cũng chính là bởi vì như thế nên thanh niên ma tộc mới phi thường coi trọng vũ lực, bởi vì có thực lực thì mới có thể không bị chết đói. Dưới loại tình huống này, thanh niên ma tộc đương nhiên là muốn kiều mạng để trở nên mạnh mẽ. Nếu như nói huyền giả nhân loại muốn trở thành cường giả là vì rất nhiều lý do loạn thất bát tao, còn những ma nhân của ma tộc là vì muốn trở nên mạnh mẽ, ngay từ đầu đã chỉ thuần túy là để sinh tồn. Đây cũng là nguyên nhân mà thực lực của ma nhân trong ma tộc thua xa nhân loại. Mà kẻ tạo thành tình trạng chắc chờ đời đời kiếp kiếp mấy vạn năm qua cho ma tộc lại chính là vị cấp cường giả lúc trước đã bố trí cấm chế tại đỉnh kình thiên này. Đối với vị cường giả nhân loại này, thanh niên ma tộc đương nhiên là hận, tuy nhiên có hận thì cũng không có biện pháp gì, bởi vì vị cấp cường giả kia có vẻ như đã không còn tại thế nữa. Đương nhiên, cho dù hắn có còn tại thế thì bọn họ cũng không thể làm gì, đối phương vạn năm trước đã thi triển ra một cấm chế vây khốn ma tộc bọn họ gần vạn năm. Loại cường giả như vậy vạn năm qua tại ma tộc còn chưa từng xuất hiện qua. Gió càng lúc càng lớn, tới thân thể còn muốn cường hãn hơn huyền thú của thanh niên ma tộc cũng sắp không chịu nổi. Trầm mặc nửa ngày, Ma Kha hít sâu một hơi, sau đó lấy tay chỉ trời, nói. Ma Kha ta thề trước linh hồn, kiếp này chắc chắn ta sẽ phá bỏ đỉnh kình thiên khỏi thế gian này. Để cho ma nhân của ma tộc ta không còn phải chịu sự cực khổ tại ma vực. Nói xong. Ma Kha quay người nhìn hơn 400 thanh niên ma tộc phía sau, nói. Thế giới loài người đã ở ngay trước mắt, chỉ cần vượt qua ngọn núi này là chúng ta có thể nếm thử mùi vị máu. Thịt của nhân loại, thù hận vạn năm, các ngươi không muốn tự tay báo hay sao? Muốn, uống máu nhân loại, ăn thịt nhân loại. Ăn thịt nhân loại. Đi, đi theo lão đại, cho dù chết cũng muốn ăn một khối thịt nhân loại. 3 canh giờ sau. Bành. Hai chân Ma Kha mạnh mẽ đáp xuống mặt đất, nơi hắn vừa đặt chân ngay lập tức kịch liệt rung động, ngay lập tức, vô số khe hở thô to như các cánh tay nhanh chóng khuếch tán ra khắp bốn phía, không đến hai khắc, lấy Ma Kha làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng chung quanh đều đã rạn nứt. Điều đáng nói là, lúc nào ớt phía sau lưng Ma Kha chỉ có không đến 200 người. Nhìn cổ vực thành xa xa giống như một điểm đen nho nhỏ, Ma Kha giữ tợn cười cười, nói. Nhân loại. Ma cơ cha ta đến rồi đây. Nói xong, Ma Kha mang theo các thanh niên ma tộc sau lưng điên chạy tới phía cổ vực thành. Cùng lúc đó, trên một bình nguyên nằm ở phía đông cách đó mấy ngàn dặm, một vòng xoáy đen kịt trống rỗng xuất hiện ngay giữa phiến bình nguyên. Khi vòng xoáy đen kịt ấy xuất hiện, sắc trời liền tối sầm lại, cùng lúc đó, phương viên mấy trăm dặm quanh vòng xoáy đen kịt ấy lập tức trở thành xích địa. Yên lặng một hồi. Vô số bóng đen mặc trường bào màu đen như bóng với hình bay ra từ bên trong vòng xoáy ấy. Chẳng mấy chốc, tại đó đã xuất hiện mấy trăm bóng đen. Những hắc ảnh này cực kỳ quỷ dị, bởi vì bọn họ đang phiêu phù ở trong không trung, hơn nữa bọn họ không có bóng dáng. Đúng lúc này, một danh thủ trong đám bóng đen ấy cầm lấy một cái khóa sắt đen bóng đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó tham lam hít sâu một hơi, nói. Hương vị linh hồn của nhân loại, khặc khặc. Thật là khiến cho người ta hoài niệm mà. Nói xong, đám bóng đen ấy đột nhiên bay về hướng cổ vực thành. Bên ngoài cổ vực thành, Mã Dĩ Bình ở đằng kia vừa biến mất, khi mọi người đều đang nghi hoặc khó hiểu, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu mọi người. Cỗ uy áp ấy khiến cho vô số huyền giả ở đây lập tức trực tiếp bò ra trên mặt đất.
Mọi người kinh hãi, đúng lúc này, tầm 10 thân hình cự long màu xanh dài khoảng mấy trăm trượng xuất hiện trên không bên ngoài cổ vực thành. 10 đầu cự long màu xanh không ngừng lăn lộn trên bầu trời, từng cỗ long uy không ngừng rơi xuống, khiến cho vô số huyền giả nhân loại ở phía dưới sợ đến vỡ mật. Là thanh long tộc của yêu vực. Nhìn thấy 10 đầu thanh long, Hy Lạc công tử thần sắc ngưng trọng mà nói. Quá kiêu ngạo. Lý Thanh Thủy bên cạnh hắn lạnh giọng nói một câu, cùng lúc đó, Tư Nguyên Ma Cầu đang lơ lửng ở trước mặt hắn bắt đầu xoay tròn. Lúc này, Nam Cung Mộng lắc đầu, nói. Trước hãy rút vào trong cổ vực thành, người của Ma Vực cùng Minh Vực cũng đã tới. Nghe vậy, hai người Hy Lạc công tử cùng Lý Thanh Thủy lập tức nhướng mày. Nếu như chỉ là 10 đầu thanh long của yêu vực, ba người bọn họ đương nhiên sẽ không cần rút đi. Thế nhưng nếu như tại tăng thêm đám gia hỏa biến thái của Ma Vực cùng với bọn gia hỏa quỷ dị của Minh Vực thì ba người bọn họ cũng không thể không kiêng kỵ. Bởi vì nếu như không có nhân loại thì lũ tiểu tử của ba vực đó có lẽ sẽ tranh đấu với nhau, thế nhưng chỉ cần có nhân loại ở đây thì bọn họ chắc chắn sẽ kiên hợp với nhau để giải quyết nhân loại trước tiên. Không có biện pháp, mấy vạn năm qua, nhân loại ý nhiều hiếp ít đã nổi danh trong số tất cả các chủng tộc. Cảm thụ được các loại khí tức lạ lẫm tới từ bốn phía càng ngày càng gần, hai người Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc công tử không còn do dự thêm gì, Hy Lạc công tử liếc mắt nhìn các huyền giả sau lưng, sau đó trầm giọng quát. Không muốn chết thì mau trở lại cổ vực thành, nhanh. Nói xong, Hy Lạc công tử thả người nhảy lên không trung, cánh tay khẽ động, một thanh cự phủ cán dài hiện ra trong tay hắn. Nắm cự phủ trong tay, đáy mắt Hy Lạc công tử hiện lên một tia hung ác. Sau đó chính là mạnh mẽ bổ một phát về phía 10 đầu thanh long bên trên bầu trời. Lập tức, một đạo gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được lập tức kích xạ mà ra. Sau khi đạo gợn sóng này xuất hiện, long uy tràn ngập bên trên bầu trời lập tức tiêu tán. Lúc này, những huyền giả trong tràng cũng đã kịp phản ứng lại, sau đó mấy vạn huyền giả lập tức không chút nghĩ ngợi gì nữa mà chạy vào bên trong cổ vực thành, không đến một phút đồng hồ, tại chỗ đã chỉ còn lại tầm 10 người. Nhân loại tép siêu kia. Đầu thanh long lớn nhất trên bầu trời bị Hy Lạc một búa đánh tan long uy liền lập tức phẫn nộ, cái đuôi lớn quật xuống, mạnh mẽ quét về phía Hy Lạc công tử. Đến vừa hay, ha ha, bổn công tử đã sớm muốn đổ long. Cao giọng cười cười, Hy Lạc công tử cầm cự phủ trong tay xoay một vòng tại chỗ, sau đó từ trên xuống dưới mạnh mẽ bố một phát. Khai thiên tích địa trảm. Nói xong, một đạo búa mang dài chừng 10 trượng. Giống như một khóa lưu tinh sáng chói, kích xạ về phía đầu thanh long kia. Hơn nữa, những nơi búa mang đi qua, không gian kịch liệt chấn động từng đợt, như thể sắp bị nghiền nát, thanh thế cực kỳ, khiến cho người ta sợ hãi. Oanh! Búa mang oanh trên đuôi rồng ở đằng đó, lập tức, một tiếng nổ lớn kinh thiên vang vọng từ giữa sân, một cỗ khí lãng kinh khủng từ nơi va chạm mạnh mẽ khuếch tán ra. Búa của Hy Lạc công tử nhẹ nhàng vẽ một cái. Khí lãng đánh về phía hắn lập tức tiêu tán. Ngay khi hắn chuẩn bị xuất kích một lần nữa, phía dưới đột nhiên truyền đến giọng nói lo lắng của Nam Cung Mộng. Hy Lạc, đi, Ma Vực cùng Minh Vực đã đến. Nghe vậy, Hy Lạc công tử nhướng mày, do dự một lúc, sau đó thân hình khẽ động, rơi xuống trên mặt đất. Dường như nghĩ đến điều gì, Hy Lạc công tử nhìn về phía Dương Diệp và Tử Điêu như là tượng điêu khắc trong trận, nói. Hai người bọn họ phải làm sao bây giờ? Đôi lông mày đen nhánh của Nam Cung Mộng cau lại, trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu, nói. Không quản được nhiều như vậy, chúng ta đi. Nói xong, thân hình của Nam Cung Mộng cùng Lý Thanh Thủy khẽ động, lướt vào bên trong cổ vực thành. Hy Lạc công tử liếc nhìn Dương Diệp cùng Tử Điêu, trầm mặc một hồi, thấp giọng thở dài, sau đó thân hình khẽ động, cũng lướt vào trong cổ vực thành. Lúc này, tại trận chỉ còn lại Dương Diệp cùng Tử Điêu. Dương Diệp lúc này là tình huống như thế nào? Dương Diệp đương nhiên không chết, tuy nhiên lúc này ý thức của hắn đã hoàn toàn lâm vào ngủ say. Về phần Tử Điêu, có lẽ là bởi vì lúc trước tiêu hao quá độ, nó vậy mà lại ôm lấy đầu Dương Diệp rồi ngủ mất. Nếu như lúc này Dương Diệp hoàn toàn thanh tỉnh thì hắn sẽ phát hiện ra, lúc này những huyền thú đại quân trong vòng xoáy đan điền của hắn vậy mà lại đều hôn mê. Đương nhiên, quan trọng hơn là, phía trên huyền khí chỉ màu vàng tại tiểu tuyền của hắn lúc này lại đang có một tiểu nữ hài nổi lơ lửng. Tiểu nữ hài rất đáng yêu, phải nói là rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hoàn mỹ không chút tì vết,
mặc dù có chút non nớt nhưng bất luận kẻ nào cũng đều có thể tưởng tượng được cô bé này nếu lớn lên thì sẽ khuynh quốc khuynh thành tới nhường nào. Một bộ váy áo công chúa màu trắng, trên váy có thêu rất nhiều phù văn kỳ dị thần bí, những phù văn này như là có sự sống và đang chậm rãi lưu động. Trước ngực tiểu nữ hài có dắt một hạt châu cỡ bằng ngón cái, sáng lòe lòe, chói mắt. Lúc này tiểu nữ hài hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, trong ánh mắt cứ như già có thể phun ra hỏa diễm. Lúc sau, đôi chân nhỏ của tiểu nữ hài mạnh mẽ đạp vào trong hư không một cái, sau đó tức giận nói. Thật sự là quá yếu Tại sao lại lựa chọn một gia hỏa yếu kém như vậy, bổn công chúa dùng một ngón tay cũng có thể đâm chết hắn. Yếu kém thì cũng thôi đi, còn thích ra ngoài gây tai họa, người chết cũng không sao, chỉ là đừng có làm hại bốn công chúa cùng chết với người Bên trong vòng xoáy, tiểu nữ hài càng mắng càng tức giận, đến cuối cùng lại càng hoa chân múa tay. Chỉ có điều sắc mặt nàng càng ngày càng trắng bệch, thân thể cũng càng ngày càng hư ảo. Qua một hồi, tiểu nữ hài dường như đã phát giác được tình huống của bản thân, lập tức vội vàng ngừng mắng mỏ, bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ ngực một cái, sau đó lại thở sâu một hơi. Qua một hồi, tiểu nữ hài giơ hai tay lên, sau đó mạnh mẽ nắm chặt, quát. Khai mở. Nói xong, phía trên huyền khí chỉ màu vàng liền quỷ dị xuất hiện một cánh cửa. Trong ánh cửa ấy, sương mù một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu nữ hài do dự hồi lâu, sau đó rất không tình nguyện mở miệng. Ra. Theo chữ ra ấy, từ trong cánh cửa kia đột nhiên tuôn ra một đám tử khí, khi đám tử khí xuất hiện trong không gian của vòng xoáy, những huyền thú đại quân nằm ở trên mặt đất trong vòng xoáy lập tức chấn động toàn thân. Ngay sau đó, một màn cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy hình thể của những huyền thú kia đã biến to ra rất nhiều. Tiếp đó, trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đầu khiếu thiên ma lang trong tiểu tuyền của Dương Diệp lập tức trở thành huyền thú kinh giai. Tiểu hôi cùng tiểu ngân cũng tiến vào nửa bước kinh giai. Mà các huyền thú khác cũng trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong vương cấp. Không dừng lại ở đó, chỉ thấy sợi tử khí đó chui ra khỏi tiểu tuyền, đi vào trong đan điền bình thường của Dương Diệp, sau đó bắt đầu chậm rãi lưu động trong cơ thể của Dương Diệp. Trong cơ thể của Dương Diệp, phàm là nơi mà sợi tử khí này chảy qua, kinh mạch cùng mạch máu trong cơ thể vốn đã bị phá thành các mảnh nhỏ tiền ngay lập tức khôi phục tại như lúc ban đầu. Không chỉ có trong cơ thể, bên ngoài cơ thể của Dương Diệp, vô số khối thân thể đã bị đánh vỡ ra giờ lại đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy mà khôi phục. Chỉ có điều sắc mặt của tiểu cô nương kia lại càng ngày càng trắng bệch, thân thể cũng càng ngày càng hư ảo, lúc này thân thể kia càng giống như là trong suốt. Bên ngoài cổ vực thành, khi ba người Nam Cung Mộng vừa mới tiến vào cổ vực thành chưa được 10 nhịp thở, thì ma tộc Ma Kha đã mang theo 200 tên thanh niên ma tộc sau lưng mà đi tới dưới cổ vực thành. Khi Ma Kha vừa bước chân tới dưới cổ vực thành, một đám người bóng đen giống như là những cái bóng cũng quỷ dị xuất hiện ở dưới cổ vực thành. Ma Kha tham lam hít sâu một hơi, sau đó nói. Không khí thật trong lành, thành thị thật to lớn, không có phong tuyết giá lạnh thấu xương, không có một năm bốn mùa gió bão. Càng không có thời tiết ác liệt không có thiên lý, đây thật sự là cõi yên vui nhân gian. Đúng vậy. Trong đám người bóng đen kia, một gã cầm trong tay xiềng xích bóng loáng màu đen lên tiếng nói. Nhân loại thật sự là may mắn. Giọng nói của bóng đen đó như là tiếng đá tảng xẹt qua huyền thiết, bén nhọn mà chói tai. Ma Kha nhìn bóng đen kia, sau đó nói. Ngươi chính là Hồn U, đệ nhất thiên tài của Minh Vực. Khặc khặc. Bóng đèn âm trầm cười cười, nói. Ngươi chính là Ma Kha đó sao? Khặc khặc, không hổ là thiên tài mạnh nhất ma tộc, linh hồn cư nhiên cường đại như thế, khặc khặc. Nói xong, Hồn U vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra hào quang tham lam. Ma Kha đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, đồng tử của hắn co rụt lại, bởi vì chẳng biết từ lúc nào ở trước mặt hắn lại đột nhiên chui ra một sợi xiềng xích đen kịt. Xiềng xích giống như là một đầu độc xà bắn thẳng về hướng yết hầu của hắn. Sắc mặt Ma Kha lúc này liền trở nên âm trầm, tuy nhiên, cơ diến người ta ngạc nhiên chính là, hắn vậy mà lại không tránh không né, để mặc cho sợi xiềng xích kia đánh vào yết hầu của hắn. Keng! Xiềng xích kích tại yết hầu của Ma Kha, tại chỗ lập tức vang lên một tiếng lưỡi mác tương giao chói tai. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Hồn U biến hóa, bàn tay khẽ vẫy. Sợi xiềng xích kia lập tức trở lại trong tay hắn,
sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe đồn ngươi đã tu luyện thiên ma thần thể tới đệ thất trọng, hôm nay xem ra đây không phải tin đồn mà chính là sự thật. Nghe được lời hồn u nói, những hắc ảnh sau lưng hồn u lập tức biến sắc. Thiên ma thần thể là do ma tôn thiên tài kiệt xuất nhất ma tộc sáng chế từ hơn 1.000.000 năm trước, là một bộ công pháp luyện thể, tổng có thập nhị trọng. Nghe đồn nếu như có ai có thể tu luyện tới đệ thập trọng thì liền có thể thân thể thông thần, nếu như tu luyện tới tầng thứ 11 thì chính là bất tử bất diệt, thiên địa khó hủy. Về phần tu thành đệ thập nhị trọng thì không có ai biết rõ, bởi vì hơn 1.000.000 năm qua cũng chỉ có ma tôn là từng tu luyện tới, mà vị ma tôn đó hơn 1.000.000 năm trước đã biến mất khỏi đại lục huyền giả. Tóm lại, tại đại lục huyền giả, thiên ma thần thể được xưng tụng là công pháp luyện thể đệ nhất. Đương nhiên, rất khó tu luyện được thiên ma thần thể, từ sau ma tôn, ngay tại ma tộc cũng không có ai có thể tu luyện tới đệ thập trọng. Mà giờ này ma kha vậy mà lại tu luyện tới đệ thất trọng. Đệ thất trọng, nói cách khác, lực lượng cùng phòng ngự của thân thể ma kha đã không thua gì long tộc, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Ngươi cũng không tồi. Ma kha lạnh lùng nói. Vậy mà lại tu luyện được câu hồn đoạt phách tới mức độ không thể tìm ra chút vết tích nào. Lúc trước nếu như ngươi ra thêm chút sức thì chỉ sợ hồn phách của ta sẽ ly thể mất. Khặc khặc, hồn u một lần nữa âm trầm cười cười, sau đó nói. Ngươi có tư cách kết minh cùng hồn u ta. Kết minh. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một giọng nói khinh thường, sau một khắc, long thể lớn nhất từ trên bầu trời đáp xuống, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra ngay trước mặt. Khi đáp tới mặt đất, đầu thanh long kia đã hóa thành một thanh niên dũng mãnh. Thanh niên ấy quét mắt một vòng nhìn ma kha cùng hồn u, khinh thường trong mắt không chút nào che giấu, nói. Đối phó với một đám nhân loại tép diêu mà các ngươi còn muốn kết minh, thật sự là tức cười, thật là tức cười. Nhân loại là tép diêu sao? Ma kha khẽ cười một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn thanh niên, nói. Ngươi là thanh long tộc, một trong 4 đại thần thú gia tộc ở yêu vực đi. Coi như ngươi có chút hiểu biết. Thanh niên lạnh lùng nói. Ma kha lắc đầu, lại nói. Ngươi nói nhân loại là thứ tép diêu, sao ta tại nhớ rõ, vạn năm trước khi thanh long tộc của yêu vực tới tham gia tiềm long bảng đã bị tổ sư Tiêu Giao Tử của kiếm tông tàn sát sạch sẽ vậy nhỉ? Khi đó, trước mặt nhân loại, thanh long tộc ngươi hình như đến cả rắm cũng không dám phóng mà. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của thanh niên tập tức trở nên dữ tợn, sau đó một cỗ long uy mạnh mẽ đánh về phía ma kha. Ma kha khinh thường cười cười, sau đó khẽ nhếch miệng, mạnh mẽ giống một tiếng với thanh niên, một đạo gợn sóng màu đen lập tức khuếch tán ra, chấn cho cỗ long uy tan thành mây khói. Sắc mặt của thanh niên biến hóa. Ngay khi hắn chuẩn bị một lần nữa động thủ thì một sợi xiềng xích đen kịt rồi đột nhiên hiện ra ở ngay trước mặt hắn, ngăn cản hắn. Thanh niên quay đầu nhìn về phía hồn u, chỉ thấy hồn u nói. Ma kha nói đúng đó, chúng ta xác thực không nên khinh thị nhân loại. Đúng là đại đa số nhân loại đều là kẻ yếu, thế nhưng đừng quên, cường giả nhất đỉnh tiêm của bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng ít hơn 3 vực chúng ta cộng lại. Hơn nữa, một điểm trọng yếu nhất chính là số lượng của nhân loại. Này không phải là thứ mà 3 vực chúng ta có khả năng so bì với. Tựa như hiện tại, 3 vực chúng ta có cộng và vẫn chưa tới 500, mà nhân loại lại có mấy vạn. Nếu như chúng ta không liên kết, thanh long tộc ngươi có đến thêm 10 đầu, 100 đầu nữa cũng chỉ có nước bị tàn sát. Dựa vào bọn hắn, thanh long hừ lạnh một tiếng, nói. Không nhìn thấy chúng ta vừa đến là bọn tép diêu đó đã bỏ chạy còn nhanh hơn cả thỏ hay sao? Thứ tép diêu thì chính là tép diêu, là sinh vật để tiện nhất. Hừ. Đột nhiên, thanh long đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp đang ở dưới cổng thành của cổ vực thành, sau đó dữ tợn cười cười, nói. Rõ ràng chỉ có một con tép diêu là không sợ chết. Nói xong, thân hình thanh long khẽ động, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó một quyền đánh về phía đầu của Dương Diệp. Thứ sinh vật đê tiện, vậy mà cũng muốn đến phá hư chuyện của bổn công chúa. Xem ta diệt ngươi. Nhìn thấy thanh long đánh một quyền về phía đầu của Dương Diệp, tiểu nữ hài trong vòng xoáy của Dương Diệp lập tức nổi trận lôi đình, nàng thật vất vả, còn phải trả một cái giá cực lớn mới kéo Dương Diệp từ chỗ kề cận cái chết trở lại, thế mà bây giờ thanh long lại còn muốn đưa Dương Diệp trở về chỗ chết, nàng sao có thể không tức giận. Chỉ có điều lúc này nàng đã phi thường suy yếu, tuy nhiên vẫn còn ổn, vẫn đủ khí lực đối phó với một sinh vật để tiện.
Tiểu nữ hài cong ngón tay búng ra, một chùm sáng tử sắc nho nhỏ lập tức đánh vào trên nắm tay cực lớn của Thanh Long. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Minh vực cùng Ma vực, Thanh Long trực tiếp bị văng ngoài, bay xa tới gần mấy trăm trượng rồi mới dừng lại, sau đó nặng nề nện xuống mặt đất, không biết sống chết ra sao. Đôi đồng tử của Ma Kha cùng Hồn U đồng thời kịch liệt co rút, nhìn Dương Diệp, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Thanh Long tuy là hung hăng càn quấy tự ngạo, thế nhưng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, ít nhất hai người bọn họ không dám khẳng định nắm chắc 10 phần chiến thắng đối phương. Thế nhưng lúc này Thanh Long lại bị đánh bay một cách quỷ dị như vậy. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hai người bọn họ đều không biết Thanh Long đã bị đánh bay ra ngoài như thế nào. Kẻ ra tay phải là cường giả tôn giả cảnh, thậm chí là cường giả hoàng giả cảnh. Lúc này, Ma Kha cùng Hồn U đều cùng có một suy nghĩ. Tuy nhiên rất nhanh, hai người lại nghi hoặc, bởi vì giữa nhân loại cùng ma tộc cũng như Minh vực và Yêu vực vốn đã có ước định, tại chiến trường cổ xưa này, cường giả tôn giả cảnh không thể ra tay với bọn họ. Vậy mà bây giờ, cường giả nhân loại đã ra tay với bọn họ, nói cách khác, nhân loại làm trái với quy định, theo đạo lý mà nói, cường giả ma tộc cùng với cường giả Yêu vực cũng như cường giả Minh vực tại cổ vực thành nên ra tay ngăn cản. Thế nhưng vì sao một điểm động tĩnh cũng chưa thấy? Tại một đám mây trên đỉnh cổ vực thành, một bạch lão nhân đứng trong hư không, đối diện hắn là một trung niên nhân mặc áo bào xám, trung niên nhân là cường giả ma tộc, bởi vì trên đầu của hắn có một cặp sừng màu đen. Bạch lão nhân hai mắt khép hờ, sau nửa ngày thì bạch lão nhân đã mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, sau đó lắc đầu, thấp giọng nói. Thật là quái lạ thay, lão phu vậy mà lại tìm không ra khí tức của người ra tay, chẳng lẽ là nàng? Không có khả năng, coi như đại lục huyền giả có biến mất thì nàng cũng là sẽ không xuất hiện. Chỉ có điều nếu không phải là nàng thì lại có thể là ai đây? Thiên Huyễn, đến cả ngươi cũng tìm không ra khí tức của đối phương sao? Lúc này, trung niên nhân bên ma tộc đối diện bạch lão đầu trầm giọng nói. Lão giả tên Thiên Huyễn lắc đầu, sau đó nói. Ma hiền, lực lượng tinh thần cùng linh hồn của ma tộc ngươi gần đây còn mạnh hơn so với nhân loại ta. Thế nào, ngươi cũng không tìm thấy được. Trung niên nhân tên Ma Hiền liếc Thiên Huyễn một cái thâm trầm, không nói gì. Thiên Huyễn khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Ngươi hoài nghi là nhân loại chúng ta đang cố ý phá hư ước định. Ta cũng không nói như vậy. Ma Hiền lạnh lùng nói. Đây là người nói. Thiên Huyễn lập tức giận dữ, ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, Ma Hiền lại nói. Tuy nhiên, cũng không sao cả. Dù sao đối phương cũng không ra tay với thiên tài của ma tộc ta. Hơn nữa đối phương cũng không hạ sát thủ với tên long tộc ngu xuẩn kia, hiển nhiên, đối phương chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi. Còn có, tiểu tử nhân loại phía dưới kia đến tột cùng có lai lịch như nào? Sao trồn không gian tại có thể đi theo hắn? Nói đến đây, Ma Hiền bỗng ngừng lại, sau đó nói. Thiên Huyễn! Tiểu tử này không phải là con át chủ bài mà nhân loại các ngươi dùng để đối phó với ma tộc ta chứ? Ta nói, ma tộc ngươi sợ hãi sao? Thiên Huyễn lạnh nhạt nói. Ma Hiền sững sờ, sau đó ha ha cười cười, nói. Thiên Huyễn, chỉ với những lời này của ngươi, ngày sau ngươi nếu thất bại, Ma Hiền ta quyết không ăn thịt ngươi. Nói xong, thân hình Ma Hiền khẽ động, biến mất tại chỗ. Ma Hiền đi rồi. Thiên Huyễn liếc nhìn Dương Diệp ở phía dưới, sau đó chân mày nhíu lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Còn ở Tiểu Tuyền trong cơ thể Dương Diệp, lúc này thân thể của tiểu nữ hài đã triệt để trong suốt, giả như có một người ở đây thì chỉ e là cũng nhìn không thấy thân thể nàng. Tiểu nữ hài không nỡ liếc mắt nhìn về phía trước, nói cho đúng là liếc mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, đột nhiên, tiểu nữ hài cuồng loạn giận dữ hét. Dương Diệp, đồ đần nhà ngươi, siêu cấp đần độn. Ngươi sao lại có thể yếu như vậy? Ngươi sao tại có thể yếu như vậy? Nhanh tu luyện cho bốn công chúa, tu luyện a. Ngươi có biết tư vị bị giam mười mấy vạn năm như thế nào hay không? Hồng mông tử khí mà bổn công chúa tình nguyện mấy ngàn năm đều tiện nghi ngươi, ngươi mau trở nên mạnh mẽ a hát. Đợi bổn công chúa đi ra, bổn công chúa sẽ hủy diệt thế giới này a. Dần dần. Giọng nói của tiểu nữ hài càng ngày càng yếu, cuối cùng, tiểu nữ hài hóa thành một đạo bạch quang chui vào bên trong cánh cửa kia, lập tức, cánh cửa kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, tiểu Tuyền trở lại trạng thái tĩnh lặng. Tiểu nữ hài,
cánh cửa, dường như tất cả chưa từng xuất hiện qua. Bên ngoài cổ vực thành, mấy trăm ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, như thế muốn nhìn thấu Dương Diệp vậy. Đúng lúc này, Thanh Long lúc trước bị tiểu nữ hài đánh bay đột nhiên từ trên mặt đất chậm rãi bỏ dậy. Tuy nhiên, lúc này Thanh Long đã không còn tự ngạo cùng cuồng vọng như lúc trước nữa, giờ chỉ có sợ hãi cùng kiêng kỵ thật sâu. Vừa rồi, hắn lần đầu tiên cảm nhận được khí tức tử vong. Chính hắn cũng không biết bản thân là bị cái gì đánh bay, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được, năng lượng đánh bay hắn khủng bố tới nhường nào. Đó là một loại năng lượng làm cho cả linh hồn hắn cũng run rẩy. Một màn quỷ dị xuất hiện, mấy trăm người gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không có một ai nói chuyện, yên tĩnh tới mức có chút đáng sợ, cũng có chút quỷ dị. Nói một chút về tình huống lúc này của Dương Diệp, khi được sợi tử khí trị liệu xong, thương thế bên trong cùng bên ngoài cơ thể của Dương Diệp đã lành lặn lại như lúc ban đầu. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có hai tia hào quang màu tím chợt lóe lên, cảm thụ thân thể, biểu cảm của Dương Diệp lập tức cứng lại. Bởi vì hắn phát hiện ra mình lúc này vậy mà đã đạt tới vương giả cảnh ngũ phẩm. Đúng vậy, chính là vương giả cảnh ngũ phẩm. Không chỉ có như thế, hắn cũng cảm nhận được thân thể của chính mình hình như đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Trong đầu Dương Diệp đầy dấu chấm hỏi, thoáng cái đã tăng lên tới ngũ phẩm cảnh, thực là không bình thường mà. Lần tăng cấp này cũng không khiến cho Dương Diệp kinh hỉ, ngược lại còn khiến cho hắn có chút lo lắng. Bởi vì, cảnh giới của hắn dường như đã tăng lên quá nhanh. Chướng ngại giữa các tầng cảnh giới dường như là vô dụng với Dương Diệp hắn. Rất nhanh, Dương Diệp đã nghĩ đến Tiểu Tuyền, xem xét Tiểu Tuyền trong cơ thể, khi nhìn thấy những huyền thú trong Tiểu Tuyền. Dương Diệp lại một lần nữa ngây người. Linh giai. Nhìn Khiếu Thiên Ma Lang nằm trên mặt đất, Dương Diệp hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói. Nửa bước linh giai, vương cấp đỉnh phong. Đây mẹ nó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa. Khi nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa đang nằm ngáy o o, Dương Diệp lập tức thở dài một hơi, may quá, Tiểu Gia Hỏa không có việc gì. Nghĩ đến những việc lúc trước Tiểu Gia Hỏa làm vì mình, còn có lúc này Tiểu Gia Hỏa bất ly bất khí, mũi Dương Diệp có chút cay cay. Cùng Tiểu Gia Hỏa một đường đi tới, mặc dù Tiểu Gia Hỏa không nói một câu gì, thế nhưng Dương Diệp biết rõ, Tiểu Gia Hỏa cũng đã coi hắn là thân nhân. Tuy rằng hắn là người, còn Tiểu Gia Hỏa là yêu thú, thế nhưng thù hận giữa nhân loại cùng yêu thú cũng không gây ảnh hưởng gì đến hắn cùng với Tiểu Gia Hỏa. Có thể nói là, đối với Tiểu Gia Hỏa cùng Dương Diệp mà nói, bất kể là nhân loại hay là yêu thú, chỉ cần là kẻ muốn thương tổn bọn họ, hai người bọn họ đều sẽ không chút lưu tình mà chém giết đối phương. Đưa tay ôm Tử Điêu vào trong ngực, nhìn gương mặt Tử Điêu tràn đầy vẻ mỏi mệt, lòng Dương Diệp tê dần dần, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Điêu, sau đó thu Tử Điêu thu vào huyền khí trì màu vàng trong Tiểu Tuyền. Vừa mới tiến vào huyền khí trì, biểu hiện trên mặt Tử Điêu đã giãn ra, ngay lập tức, từng đạo hào quang màu tím thoáng hiện ra. Nhìn thấy một màn này, nội tâm Dương Diệp lập tức buông lỏng một hơi, cũng may Tiểu Tuyền có hiệu quả đối với thương thế của Tiểu Gia Hỏa này, bằng không thì hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Liếc mắt nhìn Tiểu Tuyền thật sâu, mặt sắc Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra Tiểu Tuyền hình như có chút nghịch thiên. Chỉ là cho tới nay, Tiểu Tuyền đều quá mức thần bí, khiến cho hắn đến bây giờ vẫn là không thể hiểu nổi. Tuy nhiên cũng may là Tiểu Tuyền này hình như chưa từng có ác ý gì đối với hắn. Trái lại, không chỉ không có ác ý, Tiểu Tuyền này còn một mực ra tay tương trợ hắn vào những lúc nguy hiểm cận kề trước mắt, hơn nữa mỗi một lần tương trợ đều khiến cho hắn đạt được lợi ích cực lớn, tựa như lần này, trực tiếp nhảy tới ngũ phẩm. Lắc lắc đầu, Dương Diệp không nghĩ tới những chuyện này nữa, quay đầu nhìn lại, Dương Diệp lập tức sửng sốt, bởi vì lúc này mấy trăm người ở trước mặt hắn chính là đang nhìn hắn chằm chằm. Khi thấy cách ăn mặc cùng bộ dáng của những người này, sắc mặt Dương Diệp liền biến hóa. Hắn biết rõ, những thứ trước mắt này có lẽ chính là những yêu nghiệt tới từ ma vực, còn có minh vực cùng với yêu vực. Liếc mắt nhìn chung quanh, khi không có bắt gặp một nhân loại nào, Dương Diệp lập tức cười xùy một tiếng. Hắn không trách những huyền giả này đã vứt bỏ hắn, dù sao thì những huyền giả nhân loại này không giết hắn đã là tốt lắm rồi. Dương Diệp hắn sao lại dám hy vọng xa vời rằng những kẻ gọi là đồng loại ấy ra tay cứu hắn đây? Lắc đầu, Dương Diệp không nghĩ gì thêm nữa. Cũng không quản mấy trăm người kia, quay người hướng về phía cổ vực thành. Chậm đã. Đúng lúc này,
Ma Kha đột nhiên lên tiếng nói. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Có chuyện gì? Nói xong, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Dường như người bị đồng loại vứt bỏ. Ma Kha nói. Chưa nói tới vứt bỏ, bọn họ không có thừa lúc loạn lạc ra tay với ta thì ta đã rất ngạc nhiên cũng như thấy may mắn rồi. Dương Diệp nhàn nhạt nói. Lông mi Ma Kha nảy lên, sau đó nói. 200 huynh đệ đằng sau ta đã rất nhiều ngày không ăn gì, ngươi thực lực không tệ, thịt có lẽ cũng không tệ, ngươi để cho huynh đệ của ta nếm thử vị thịt của ngươi, có được không? Để phần linh hồn của hắn cho ta. Lúc này, hồn u một bên đột nhiên nói. Ăn thịt mình, thôn phệ linh hồn của mình. Dương Diệp nhẹ giọng cười cười, sau đó nhún nhún vai, nói. Đến đi. Chương 368 nhường ngôi một kiếm. 1. Dưới cố vực thành, đám người ma vực cùng yêu vực cũng như minh vực đang giằng co với Dương Diệp, còn trên tường thành cổ vực thành, các huyền giả nhân loại thì đứng đẩy ra đấy. Sau khi biết được sự khủng bố của Thanh Long tộc tại yêu vực, khi nhìn về phía đám người ma tộc cùng minh vực cũng như yêu vực dưới chân thành, trong mắt những vị huyền giả này đều tràn đầy thần sắc kiêng kỵ. Ma vực cùng yêu vực và minh vực, tổng nhân số của ba vực cộng lại vẫn chưa tới 1.000. Thế nhưng không đến 1.000 huyền giả tới từ ba vực ấy lại khiến cho mấy vạn huyền giả trên cổ vực thành không dám chính diện nghênh chiến. Kỳ thật, nếu như mấy vạn huyền giả nhân loại đồng tâm hiệp lực, cho dù ma vực cùng yêu vực và minh vực có nhiều thêm 1.000 người thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mấy vạn huyền giả nhân loại. Nhưng vấn đề là, mấy vạn huyền giả nhân loại sẽ đoàn kết với nhau hay sao? Mấy vạn huyền giả này đều đến từ các vực khác nhau và tông môn khác nhau. Trong bọn họ, đại đa số vẫn là đối địch với nhau. Muốn bọn hắn đoàn kết nhất trí, liều chết với cường giả của ma vực cùng yêu vực và minh vực, liệu có khả năng sao? Đương nhiên, còn có một điểm trọng yếu nhất, chính là phần lớn nhân loại đều có một điểm giống nhau, bọn họ đều phi thường sợ chết cùng ích kỷ. Cũng có vài người không sợ hãi ma vực cùng yêu vực và minh vực, đó chính là Hy Lạc Công Tử và Lý Thanh Thủy cùng với Nam Cung Mộng. Lấy thực lực của bọn họ, có là cường giả tôn giả cảnh thì bọn họ cũng không ý kỵ. Thế nhưng lúc này bọn họ cũng không thể không lựa chọn tạm thời tránh đi, bởi vì nếu bọn họ thật sự đánh một trận với huyền giả của ba vực ở dưới tường thành, những người trên tường thành kia có đến 9 phần sẽ làm ngư ông đắc lợi. Đại đa số nhân loại không chỉ sợ chết, ích kỷ mà còn phi thường tham lam. Đối với nhân loại mà nói, loại chuyện hạ độc thủ sau lưng này còn hiếm gặp sao? Tam Kiệt không khai chiến không phải là vì sợ hãi mà là bởi bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng có thể nói ấy chỉ là một loại lấy cớ. Dưới cổ vực thành, nghe xong lời Dương Diệp nói, Ma Kha cùng Hồn U sững sờ, sau đó hai người cười ha ha. Cười một lát, Ma Kha dò xét Dương Diệp từ trên xuống dưới, sau đó nói. Cùng tiến lên, nhân loại, đối phó ngươi, cần thiết làm vậy sao? Nói xong. Sắc mặt của Ma Kha đột nhiên trở nên lạnh lùng, nói với một gã thanh niên ma tộc sau lưng. Ma Hi, giải quyết hắn. Nghe vậy, nam tử tên Ma Hi giữ tợn cười cười, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nói. Vị thịt, nhân loại, ta rất lâu đã không được ăn thịt, ha ha. Cười xong, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Khi hắn còn cách Dương Diệp không đến một trượng, Ma Hi thét to một tiếng. Sau đó một quyền đánh thẳng về hướng đầu của Dương Diệp. Dương Diệp nhắm hai mắt lại, khi nắm đấm chỉ còn cách mặt hắn hơn 10 thốn, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra chém. Một đạo kim quang chợt lóe lên. Lập tức, khi nắm đấm của Ma Hi chỉ còn cách chóp mũi Dương Diệp không đến 2 thốn, thân thể hắn đột nhiên đứng khựng lại tại chỗ, yên lặng một giây, suy một tiếng, thân thể của Ma Hi lập tức phân ra làm hai, vô số máu tươi phun mạnh ra như suối. Tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Kiếm ý tứ trọng. Chứng kiến một màn này, nét khinh thị trên mặt hai người Ma Kha cùng Hồn U đều biến mất, chuyển biến thành là ngưng trọng. Kiếm tu kiếm ý tứ trọng, cho dù vẫn chưa thể đánh đồng với bọn họ, thế nhưng tuyệt đối không thể nói là kẻ yếu. Hoặc là có thể nói, bọn họ lúc này còn chưa có tư cách khinh thị kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý tứ trọng. Đây là cường giả ma tộc. Dương Diệp thu hồi trường kiếm, lắc đầu. Đáy mắt không hề che giấu thần sắc thất vọng, nói. Hóa ra lại yếu như vậy, dù sao thì ta cũng chỉ có một thân một mình, nếu không, các ngươi cùng tiến lên đi. Câu nói sau cùng này thuần túy là đang tinh tướng lên mặt. Đừng nhìn hắn chém giết Ma Hi sao mà dễ dàng,
kỳ thật lúc trước hắn cơ hồ đã dùng toàn bộ thực lực. Kiếm ý tứ trọng cùng với huyền khí màu vàng và lực lượng thân thể, hơn nữa hắn lúc này đã là vương giả cảnh ngũ phẩm, Ma Hy lại còn khinh địch, vậy nên mới khiến cho hắn một kích miểu sát Ma Hy. Tóm lại một câu, nếu như những thứ trước mặt này cùng tiến lên thì Dương Diệp hắn đoán chừng sẽ ngay lập tức bị phanh thây, cho nên hắn mới dùng ngôn ngữ công kích. Khặc khặc. Lúc này, một gã bóng đen sau lưng hồn u đột nhiên cười một hồi quái dị, sau đó thân hình quỷ dị bay ra, tiến tới phía trước Dương Diệp. Cách xa mấy trượng, bóng đen ấy nhìn Dương Diệp, sau đó ép ải âm trầm cười một tiếng rồi nói. Kiếm ý tứ trọng. Kiếm ý nêu lăng lệ ác liệt như này thì linh hồn của ngươi chắc là sẽ cường đại đến cực điểm, khặc khặc. Nói xong, bóng đen ấy khẽ động cổ tay, một thanh móc sắt năng tượng màu đen thoáng hiện ra, móc cầu đánh về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, trường kiếm nắm trong tay chém ra, thế nhưng trường kiếm vậy mà lại xuyên qua cái móc sắt màu đen ấy, còn cái móc sắt màu đen thì lại không tổn hại một chút nào, hơn nữa tốc độ còn không hề giảm mà trực tiếp móc tới trên cổ hắn. Sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, thế nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, cổ hắn nhưng tại không thấy bất kỳ cảm giác đau đớn gì. Ngay khi Dương Diệp cảm thấy nghỉ hoặc, một khắc sau, đồng tử Dương Diệp kịch liệt co rút, bởi vì hắn cảm thấy linh hồn của mình như là muốn ly thế. Loại tao ngộ này vẫn là lần đầu gặp phải, khiến cho nội tâm Dương Diệp giật thót. Dương Diệp không dám có chút chậm trễ nào, tâm niệm vừa động, ân kiếm kích xạ mà ra, ngay khi ân kiếm đang kích xạ đánh ra. Bóng đen đối diện Dương Diệp đã lập tức biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ không thể gọi tên. Bóng đen cũng không chút nào do dự, thân hình bay tui về phía sau, ly khai chỗ cũ. Bóng đen rút đi, cái loại cảm giác linh hồn muốn rời thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, Dương Diệp thả lỏng một hơi, sau đó trong mắt hiện lên một vòng sát ý xâm lãnh. Cánh tay khẽ động, hộp kiếm thoáng hiện ra, tâm niệm vừa động. 36 chuôi huyền kiếm địa giai từ trong hộp kiếm hóa thành 36 đạo kiếm quang điện xạ về phía bóng đen kia. 36 chuôi huyền kiếm được kiếm ý tứ trọng gia trì, tốc độ cùng uy lực lập tức không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, khi bóng đen kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị từng kiếm một xuyên qua. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số huyền giả, thân thể của bóng đen kia chậm rãi tiêu tán trong không trung. Sau khi đánh chết bóng đen đó, Dương Diệp tâm niệm vừa động. 36 chuôi huyền kiếm đã bay thẳng lên vòng trời, xoay quanh trên đầu hắn. Sau đó hắn nhìn về phía đám người Ma Kha, nói. Còn ai nữa? Lúc này, Dương Diệp không hề tinh tướng nữa. Hiện tại hắn đã thực sự phát cáu, vốn dĩ hắn chẳng thù địch gì với ma tộc cùng minh vực và yêu tộc, bởi vì giữa hắn và bọn họ không có ân oán gì. Cho nên sau khi tỉnh lại, hắn đã lựa chọn ly khai. Thế nhưng người ta lại bởi vì hắn là nhân loại mà không định buông tha cho hắn. Nhìn thấy Dương Diệp đánh chết gã bóng đen của Minh Vực, sắc mặt của Ma Kha cùng Hồn U lập tức trầm xuống, bọn họ biết rõ mình đã đánh giá thấp thực lực của nhân loại trước mắt, cũng chính bởi vì bọn họ đánh giá thấp hắn nên mới khiến cho đồng bạn của bản thân bị tổn thất. Có thể đến được đây, có thể nói, bất kể là tiềm lực hay là thiên phú của Ma Hy cùng bóng đen kia đều phi thường lớn, nếu như cho bọn họ thời gian. Sau này bọn họ tất sẽ trở thành cường giả một phương. Thế nhưng bởi vì hai người bọn họ khinh địch, Ma Hy cùng bóng đen kia đã không còn có sau này nữa. Ma Kha liếc mắt nhìn 36 chuôi huyền kiếm đang xoay tròn trên đỉnh đầu Dương Diệp mà trầm ngâm, sau đó chân phải khẽ nâng. Đúng lúc này, một gã thanh niên ma tộc đứng bên trái Ma Kha đột nhiên giành trước tiến lên một bước, người này thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lão đại! Bất quá là một gã kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý tứ trọng mà thôi, sao lại cần ngươi ra tay? Ma Khâu ta là đủ rồi. Ma Kha liếc mắt nhìn người thanh niên này, do dự một hồi, sau đó gật gật đầu, nói. Cũng được. Thanh niên gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Ma tộc ta từ trước đến nay luôn tôn kính cường giả, ngươi đã dùng thực lực chứng minh ngươi không phải là kẻ yếu, cho nên, ngươi có tư cách được ta tộc kính. Ta tên là Ma Khâu. Vương giả cảnh bát phẩm, ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, trước hết nhường ngươi một kiếm, ta sẽ không đánh trả. Nói xong, thân hình Ma Khâu khẽ động, tiến tới cách Dương Diệp ba trượng, sau đó hai tay buông lỏng, một bộ dáng mặc cho Dương Diệp động thủ. Nghe được lời nói của thanh niên, Hồn U nhướng mày, nhìn về phía Ma Kha, nhắc nhở. Tên kia hình như là đang tìm chết đó. Đừng quên, hắn là kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý tứ trọng.
Ma Kha nhàn nhạt đáp lại, nói. Ma Khâu đã tu luyện thiên ma thần thể tới đệ tứ trọng, đừng nói một tên huyền giả vương giả cảnh ngũ phẩm, kể cả cường giả linh giả cảnh cũng khó có thể tổn thương hắn. Nghe vậy, hồn u không còn gì để nói nữa. Nghe xong lời Ma Khâu nói, Dương Diệp sững sờ một hồi, sau đó quỷ dị cười cười, nói. Ngươi xác định. Đương nhiên. Ma Khâu ngạo nghễ nói. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi về hướng Ma Khâu, rất nhanh, Dương Diệp đã đến trước mặt Ma Khâu, mà Ma Khâu thì không động đậy một chút nào, trên mặt tràn đầy bình tĩnh, còn có ẩn ẩn khinh thường. Cánh tay Dương Diệp khẽ động, một thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn. Nắm chuôi huyền kiếm này, Dương Diệp khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi tiếp cận lồng ngực của Ma Khâu. Ngay khi chuẩn bị dụng lực, hắn lại dừng lại, sau đó nhìn về phía Ma Khâu, nói. Thật sự nhường ta một kiếm. Nói nhường người một kiếm chính là một kiếm, người sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Ma Khâu không nhịn được nói. Được, được, ta lập tức động thủ. Dương Diệp gật gật đầu, sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Lập tức, một đám tiểu hỏa diễm to chừng ngón cái từ trong huyền kiếm lập tức tiếp xúc với thân thể của Ma Khâu. Ngay khi tiếp xúc với thân thể của Ma Khâu, sợi hỏa diễm ấy liền như một tia chớp mà quay về tiến vào bên trong thân thể của Dương Diệp, cứ như là chưa từng xuất hiện qua. Ngay khoảng khắc sợi hỏa diễm tiếp xúc tới thân thể của hắn, hai mắt Ma Khâu lập tức trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Đáng thương liếc nhìn Ma Khâu, Dương Diệp thu hồi trường kiếm, sau đó lui về phía sau tầm 10 bước, sau một khắc, trong ánh mắt không giải thích được của vô số người, thân thể của Ma Khâu bốc cháy một cách quỷ dị. Một khắc sau, Ma Khâu trực tiếp biến mất tại chỗ, ngay cả một chút cho tàn cũng không còn lưu lại, cứ như là từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện qua. Nhìn thấy một màn này, Hồn U, Ma Kha, còn có Thanh Long cùng với Tam Kiệt phía trên cổ vực thành, phải nói là, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều biến đổi. Đặc biệt là Ma Kha, giờ này khắc này nội tâm hắn càng khiếp sợ hơn bất luận kẻ nào, bởi vì chỉ có hắn mới phi thường biết rõ, thiên ma thần thể khủng bố đến mức độ nào, có thể nói là, đến cả huyền kỹ thiên giai hạ phẩm cũng khó có thể thoáng một phát đã giết chết Ma Khâu, người đã tu luyện thiên ma thân thể tới đệ tứ trọng. Vậy mà bây giờ, Ma Khâu lại cứ như vậy vong mạng. Hơn nữa còn là chết trong một kiếm tùy tiện của một vương giả cảnh ngũ phẩm. Sợi hỏa diễm kia chính là ma chơi U Minh. Vốn dĩ Dương Diệp không muốn sử dụng tới ma chơi U Minh, dù sao thì có thể nói đó là một trong những con át chủ bài lớn nhất của hắn. Hơn nữa hắn từ trước đến giờ vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Thế nhưng lúc trước Ma Khâu nói một câu đã khiến cho hắn cải biến chủ ý, câu nói kia chính là cường giả đều sẽ được tôn trọng. Chính những lời này đã khiến cho Dương Diệp không còn giữ mình nữa, dùng thủ đoạn lôi đình miểu sát Ma Khâu. Tại cổ vực thành này, có vô số thiên tài tới từ các vực, những thiên tài này phần lớn đều tự ngạo, thậm chí tự phụ, thế nhưng bọn họ đều tôn kính cường giả. Phải nói là cả đại lục huyền giả đều tôn kính cường giả. Muốn giảm bớt phiền toái, muốn được người ta tôn kính, vậy thì phải thể hiện được thực lực cường đại, cũng chỉ có như vậy thì hắn mới có thể giảm bớt phiền toái. Đương nhiên, quan trọng hơn là, lúc này Dương Diệp muốn chứng minh chính mình. Trước đây, sau khi chứng kiến Tử Điên cuồng loạn một màn, Dương Diệp đã biết rõ, lai lịch của tiểu gia hỏa tuyệt đối là phi thường khủng bố. Dựa vào quan hệ giữa nhân loại cùng yêu thú, tộc nhân của tiểu gia hỏa sẽ tuyệt đối không có khả năng để cho hắn cùng với tiểu gia hỏa ở cạnh nhau. Bảo hắn rời khỏi tiểu gia hỏa sao? Đây đương nhiên là không có khả năng, mà nếu không muốn tách nhau ra thì Dương Diệp hắn nhất định phải chứng minh chính mình. Vạn năm trước, tổ sư kiếm tông bình định thiên hạ, không một ai có thể đối địch, làm cho cường giả các vực cúi đầu thần phục. Khi đó lại có ai có thể tác động tới vận mệnh của tổ sư kiếm tông? Dương Diệp lúc này chính là muốn chứng minh Dương Diệp hắn có thể trở thành tổ sư kiếm tông thứ hai, không, phải nói là Dương Diệp hắn muốn chứng minh hắn có thể vượt qua tổ sư kiếm tông. Cứ tiếp tục khiêm tốn nữa thì không được, hiện tại, Dương Diệp hắn sẽ ngẩng cao đầu. Dương Diệp tâm niệm vừa động, 36 chuôi huyền kiếm xoay tròn trên bầu trời lập tức hóa thành 36 đạo kiếm quang lơ lửng chung quanh Dương Diệp. Huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, kiếm ý tứ trọng giống như thủy triều mà mạnh mẽ phun ra. Nhìn đám người Ma Kha, Dương Diệp nhảy nhảy lông mi, nói. Còn ai nữa không? Khi Dương Diệp nói ra những lời này, 36 chuôi huyền kiếm địa giai chung quanh Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh,
bất chợt xoay tròn rất nhanh. Không chỉ có như thế, lúc này bên trong đám huyền giả nhân loại đang đứng trên cổ vực thành ở đằng kia, phàm là kiếm của những huyền giả đeo kiếm thì đều cưỡng ép giãy giụa khỏi tay chủ nhân, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang xoay quanh trên đỉnh đầu Dương Diệp. Chẳng bấy lâu sau, trên đỉnh đầu Dương Diệp đã có hơn vạn thanh huyền kiếm xoay tròn. Hơn vạn chuôi huyền kiếm, uy thế như vậy khiến cho một vài huyền giả ma vực cùng minh vực kìm lòng không được mà rút lui vài bước về phía sau. Bên dưới vạn kiếm, lúc này Dương Diệp với khí thế như vậy khiến cho người ta cảm thấy dường như hắn có thể đâm thủng cả trời. Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lại, lúc này hắn một lần nữa tiến vào trạng thái kỳ dị huyền diệu kia. Trên tường thành của cổ vực thành, nhìn thấy Dương Diệp một thân một mình trấn trụ cường giả của ba vực ma minh yêu, nội tâm những huyền giả nhân loại lập tức nhìn không được dâng trào một hồi nhiệt huyết. Mặc kệ Dương Diệp là người của tông môn nào, của vực nào, giờ này khắc này, không thể nghi ngờ gì nữa, Dương Diệp chính là đang gia tăng thể diện cho huyền giả nhân loại, thậm chí một vài huyền giả còn bắt đầu xấu hổ. Cổ vực thành là địa bàn của nhân loại, vì cái gì mà huyền giả của ma vực cùng minh vực và yêu vực vừa tới là mình đã muốn tránh đi? Dựa vào cái gì? Hơn nữa tổng nhân số của phía đối phương cộng lại còn chưa tới 1.000, mà trên tường thành của cổ vực thành lại có tới mấy vạn huyền giả nhân loại. Mấy vạn người sợ hãi 1.000 người. Mất mặt thật. Giờ này khắc này, trong lòng vô số nhân loại huyền giả xấu hổ không chịu nổi. Dưới tường thành, nhìn khí thế lăng lệ ác liệt vô cùng của Dương Diệp, sắc mặt Ma Kha khẽ ngưng trọng. Hắn biết rõ, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đối với kiếm tu ở trước mắt này, hắn đã khinh địch. Chính là vì hắn khinh địch nên mới khiến cho hai gã thiên tài của ma tộc vẫn lạc, điều này khiến cho Ma Kha vừa phẫn nộ lại vừa hối hận sâu sắc. Tuy nhiên hiện tại sẽ không vậy nữa, bởi vì kiếm tu trước mắt này đã chân chính chọc giận hắn. Ma Kha hướng phía trước đạp một bước, tay phải chậm rãi nắm chặt, hiển nhiên, hắn muốn đích thân động thủ. Ha ha! Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một gã nam tử áo xanh từ trên tường thành của cố vực thành nhảy xuống. Sau khi đáp xuống, nam tử áo xanh liếc mắt nhìn Dương Diệp hai mắt khép hờ, sau đó lại nhìn về phía Ma Kha, hừ lạnh một tiếng, nói. Lão tử thật sự là không nhìn nổi nữa, ma tộc, minh vực, còn có yêu vực, các ngươi mẹ nó vậy mà lại cậy đông hiếp ít, các ngươi mẹ nó có còn mặt mũi nào hay sao? Là kế ngôn thập, hắn vậy mà lại đến sao? Nhìn thấy nam tử áo xanh, trên tường thành cổ vực thành trên thành, Nam Cung Mộng nhướng mày, thấp giọng nói. Tên gia hỏa này, hắn muốn làm cái gì? Hy Lạc công tử cũng nhướng mày, thấp giọng nói. Không chỉ có Nam Cung Mộng cùng Hy Lạc công tử nhận ra nam tử áo xanh này, rất nhiều huyền giả trên tường thành cổ vực thành cũng nhận ra nam tử áo xanh. Kế Ngôn Thập, đệ tử chân truyền của Thần Kiếm Tông, một tông môn bát phẩm trung vực. Thanh danh trung vực của hắn vô cùng lớn, gần bằng Tam Kiệt rồi. Tuy rằng thanh danh thấp hơn Tam Kiệt, thế nhưng thực lực của hắn lại không hề thấp hơn Tam Kiệt. Bởi vì chưa đến 20 tuổi mà hắn đã lĩnh ngộ ngũ trọng kiếm ý. Chưa đến 20 tuổi đã lĩnh ngộ được ngũ trọng kiếm ý, trong lịch sử của các vực cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Cũng chính bởi vì như thế, tại trung vực, hắn được xưng là trung vực đệ nhất kiếm. Nghe đồn, chỉ cần hắn kiếm tâm thông minh thì kiếm hoàng của đại lục huyền giả sẽ nhất định là hắn. Dưới tường thành. Nghe được lời nói của Kế Ngôn Thập, khóe miệng Ma Kha giấy lên một vòng khinh thường, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn những huyền giả nhân loại trên cổ vực thành, sau đó nói. Muốn nói cậy đông hiếp ít thì không phải là cách nhân loại các ngươi đối phó chúng ta sao? Các ngươi có mấy vạn người, mà ba vực chúng ta có công lại vẫn chưa tới 1.000, 1.000 chọi 3 vạn, ngươi lại không biết xấu hổ nói chúng ta cậy đông hiếp ít. Nghe vậy, nam tử áo xanh một hồi nghẹn lời. Ngẩng đầu kiếp nhìn đám người bàng quan trên tường thành. Nam tử áo xanh đắng chát cười cười, mấy vạn huyền giả nhân loại, vậy mà lại để cho 1.000 người cho trấn nhiếp không dám rời thành, thật sự là bị ai mà. Lắc đầu, nam tử áo xanh nhìn về phía Ma Kha, sau đó nói. Ít nói nhảm, muốn giết hắn, vậy trước tiên qua cửa ta đã. Lông mi Ma Kha nảy lên, liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó lại nhìn về phía nam tử áo xanh, nói. Các ngươi là đồng môn. Không phải. Nam tử áo xanh nhàn nhạt nói. Là thân nhân. Ma Kha một lần nữa hỏi. Không phải. Nam tử áo xanh nói. Ta hiểu ý của ngươi, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết,
ta cùng với hắn hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí trước đó ta còn rất không thoải mái với hắn. Bởi vì hắn vậy mà lại được xưng là chuẩn kiếm hoàng, nghĩ tới thần kiếm tông ta chính là bát phẩm tông môn, kiếm đạo thiên tài trong tông môn là vô số, thế nhưng lại không có ai dám tự xưng là chuẩn kiếm hoàng, còn hắn, một huyền giả nam vực nho nhỏ mà cũng dám tự xưng là chuẩn kiếm hoàng. Điều này khiến cho ta vô cùng khó chịu, cho nên, ta mới đuổi tới cổ vực thành này, mục chính là muốn giáo huấn hắn một chập. Nói đến đây, nam tử áo xanh lại liếc mắt nhìn sang Dương Diệp, sau đó mới nói. Chỉ là sau khi ta đến đây, lại vừa vặn đụng phải các ngươi, khiến cho ta không thể tưởng được là, mấy vạn huyền giả nhân loại khi đối mặt với các ngươi, thậm chí ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có, thật sự là bi ai. Tuy nhiên, cũng tốt, không phải tất cả nhân loại đều sợ chết. Chính là gia hỏa gọi là Dương Diệp này. Tuy rằng lão tử khó chịu việc hắn tự xưng là chuẩn kiếm hoàng, nhưng mà không thể không nói, biểu hiện lúc trước của hắn đã khiến cho Kế Ngôn thập ta bội phục. Cho nên, lão tử đã xuống. Ma Kha nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người trên tường thành, sau đó nói. Mặc dù chúng ta là địch nhân, thế nhưng hai người các ngươi lại đáng để cho người ta tôn kính. Cho nên, đợi tí nữa sau khi ta giết các ngươi, ta sẽ mai táng thi thể của các ngươi. Ha ha! Kế Ngôn thập lớn tiếng cười cười, sau đó nói. Ta đây cảm ơn trước, đều nói người ma tộc thể võ song tu, Kế Ngôn thập ta hôm nay chính là muốn nhìn xem, các ngươi tu luyện thể võ song tu như thế nào. Nói xong, cũng không thấy rõ động tác của Kế Ngôn thập, chỉ thấy trong tràng đột nhiên hiện lên một đạo kiếm quang sáng như tuyết, chỉ trong chớp mắt, kiếm quang kia đã tiêu tán không thấy bóng dáng. Mọi người nghi hoặc khó hiểu. Mà đúng lúc này, tại yết hầu của Ma Kha trước mặt Kế Ngôn thập lại đột nhiên xuất hiện ra một vết máu màu đỏ nhạt. Đưa tay chùi chùi yết hầu, Ma Kha lắc đầu, nói. Kiếm của ngươi có tốc độ nhanh nhất trong các loại kiếm ta đã từng thấy, chỉ tiếc là ngươi chỉ lĩnh ngộ ngũ trọng kiếm ý, hơn nữa ngũ trọng kiếm ý rõ ràng còn chưa vững chắc. Nếu như ngươi lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý, có lẽ đối với ta sẽ có một chút uy hiếp, nhưng mà ngũ trọng. Ha ha, ta có nhường ngươi đâm 10 kiếm thì ngươi lại có thể thế nào? Nét cười trên mặt Kế Ngôn thập biến mất, chuyển thành vô cùng ngưng trọng. Một kích lúc trước hắn không hề nương tay, có ngũ trọng kiếm ý gia trì, thế nhưng làn da của Ma Kha đều không bị chém rách. Phòng ngự thân thể của Ma Kha vậy mà lại khủng bố đến loại trình độ này. Đây là điều mà hắn thật sự không ngờ tới. Không chỉ có Kế Ngôn thập, ba người Nam Cung Mộng trên tường thành cổ vực thành lúc này cũng mang sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Phải biết rằng, ngũ trọng kiếm ý cộng với kiếm kỹ nhanh như chớp của Kế Ngôn thập, giả như là ba người bọn họ thì bọn họ cũng không dám chủ quan một chút nào. Hơn nữa ngũ trọng kiếm ý lại còn không phá được phòng ngự của Ma Kha, chỉ sợ kể cả một vài huyền thú linh giai đỉnh phong cũng không bì được với phòng ngự thân thể của Ma Kha. Nói cách khác, Ma Kha cơ bản đã ở thế bất bại. Còn chưa đề cập tới Ma Kha có những con át chủ bài khác hay không. Hiện tại đến ta, Ma Kha nhàn nhạt nói một câu. Sau đó chân phải mạnh mẽ đạp một phát, ngay lập tức, mặt đất kịch liệt rung động. Mặt đất lập tức sụp xuống ra, một hòn đá lớn bằng nắm đấm trên mặt đất bay ra mang theo âm thanh xé gió bén nhọn chói tai, bắn về hướng Kế Ngôn thập. Kế Ngôn thập biến sắc, không dám có chút chủ quan, lập tức vung kiếm ra đỡ. Keng! Trường kiếm trong tay Kế Ngôn thập ầm ầm vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ thật nhỏ, còn cái hòn đá kia tại không giảm tốc độ, vọt tới phía trước ngực Kế Ngôn thập. Đồng tử của Kế Ngôn thập co rút, nội tâm giật thót, ngay khi hắn chuẩn bị thi triển ra chiêu bài át chủ thì một bàn tay đột nhiên xuất hiện ngay trước ngực hắn, sau đó nắm lấy hòn đá ẩn chứa lực lượng khủng bố kia trong lòng bàn tay. Kế Ngôn thập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Diệp chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đa tạ. Dương Diệp khẽ gật đầu với Kế Ngôn thập, rồi sau đó xoay người nhìn về phía Ma Kha, nói. Vốn là chuyện của ta. Vẫn là để ta tự mình giải quyết. Bàn tay của Dương Diệp hơi dùng sức, hòn đá trong lòng bàn tay lập tức hóa thành một đống vụn đá, ngón tay mở ra, vụn đá lập tức từ đầu ngón tay chảy xuống. Vỗ vỗ tay, Dương Diệp tâm niệm vừa động, mấy vận chuôi huyền kiếm đang xoay quanh trên bầu trời lập tức hóa thành vạn đạo kiếm quang, bắn về phía đám người ma tộc. Kiếm ý ngũ trọng. Chứng kiến một màn này, mọi người trong trang đều biến sắc. Phải biết rằng, lúc trước Dương Diệp chỉ mới là kiếm ý tứ trọng mà thôi. Vậy mà bây giờ đã trở thành kiếm ý ngũ trọng,
là do lúc trước Dương Diệp bảo lưu thực lực hay là do lúc trước đã giác ngộ mà tăng lên. Bất kể là loại nào, giờ này khắc này, trong trang không có ai còn dám khinh thị Dương Diệp. Kiếm tu kiếm ý ngũ trọng, kể cả một vài cường giả linh giả cảnh cũng không dám khinh thị. Trên tường thành cổ vực thành, ba người Nam Cung Mộng lúc này cũng nghiêm mặt lại, kiếm ý tứ trọng có thể gây ra một chút phiền toái cho bọn họ, thế nhưng cũng không có cách nào uy hiếp được bọn họ. Tuy nhiên, ngũ trọng thì lại bất đồng, hơn nữa Dương Diệp lại còn biết loại kiếm kỹ tinh diệu này, tóm lại, giờ này khắc này, ba người Nam Cung Mộng bắt đầu chính thức coi trọng Dương Diệp. Còn Diễm Vũ của Bách Hoa Cung cùng kiếm vô cực của kiếm tông lại mang một sắc mặt rất khó coi. Không đến một tháng, Dương Diệp không chỉ từ tiên thiên cảnh thăng cấp lên vương giả cảnh, giờ lại còn từ kiếm ý tứ trọng tăng lên tới kiếm ý ngũ trọng. Thiên phú kinh khủng như vậy, nếu như cho Dương Diệp thêm nhiều thời gian, cộng thêm việc Dương Diệp đã là kiếm tâm thông minh, Nam vực trong tương lai liệu có ai sẽ là đối thủ của Dương Diệp? Nếu như để mặc Dương Diệp phát triển, tương lai kiếm tông cùng Bách Hoa Cung sẽ có nhiều thêm một cấp cường giả khủng bố. Nghĩ vậy, hai người Diễm Vũ cùng kiếm vô cực lập tức nổi lên sát tâm. Đương nhiên, cho dù Dương Diệp lúc này không thể hiện ra thiên phú tu luyện cùng thiên phú kiếm đạo khủng bố thì bọn họ cũng không có ý định buông tha cho Dương Diệp. Bởi vì kiếm tông cùng Bách Hoa Cung sớm đã thông báo cho bọn họ hay, Dương Diệp không thể sống. Đương nhiên, nếu hai người bọn họ biết rõ Dương Diệp lúc này đã lĩnh ngộ tới lục trọng kiếm ý thì bọn họ chỉ sợ là cũng không khởi dậy nổi ý đồ xấu. Đúng vậy, lúc này Dương Diệp đã từ ngũ trọng kiếm ý tăng lên tới lục trọng kiếm ý. Trước đây, sau khi cải biến tâm thái, kiếm ý của hắn đã một lần nữa đạt được tiến bộ, từ ngũ trọng tăng lên tới lục trọng, cũng được coi là kiếm ý đại thành. Cũng chính bởi vì kiếm ý đại thành nên lúc trước hắn mới có thể khiến cho mấy vạn chuôi huyền kiếm chủ động tới gần hắn. Hơn nữa còn tùy ý hắn hiệu lệnh. Dương Diệp vừa tỉnh dậy đã ra tay với Ma Kha, đương nhiên không phải là vì tranh sĩ diện cho người nào. Với hắn mà nói, bất kể là ma tộc hay là nhân loại, tất cả đều giống nhau, chỉ cần không trêu chọc hắn thì hắn sẽ không rảnh rỗi sinh nông nổi. Nhưng mà, lúc này tên Ma Kha kia lại muốn giết hắn, hắn tự nhiên phải ăn miếng trả miếng. Các ngươi đã muốn giết ta, vậy thì lão tử sẽ dứt khoát giết cho thống khoái. Dưới cổ vực thành, mấy vạn chuôi huyền kiếm được ngũ trọng kiếm ý gia trì. Thanh thế cùng cục diện như vậy cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi. Kiếm ý khủng bố ẩn chứa trong đó khiến cho những thanh niên ma tộc vốn kiêu ngạo về phòng ngự thân thể lúc này cũng không thể không thấy kiêng kỵ. Thật sự là rất hoành tráng. Lúc này, Ma Kha đột nhiên nói một câu, sau đó lắc đầu, nói. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, chỉ là múa tay múa chân mà thôi. Nói xong, Ma Kha nhẹ nhàng đạp một bước về phía trước, nhìn khắp trời kiếm quang, trong hai mắt Ma Kha hiện lên một tia thần sắc dữ tợn. Sau một khắc, Ma Kha khẽ nhếch miệng, sau đó giống mạnh một tiếng với kiếm quang khắp trời. Hống! Chỉ thấy một đạo gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được tuôn về phía kiếm quang khắp trời. Gợn sóng như các sóng nước va chạm với kiếm quang, thoáng chốc, một cỗ khí lãng vô hình trên không trung mạnh mẽ khuếch tán ra từ bốn phía, khí lãng như tiếng biển gầm. Từng lớp sóng dồn lên nhau, không ngớt không dứt mà khuếch tán về bốn phía, cuối cùng đánh vào trên tường thành cổ vực thành, khiến cho cổ vực thành kịch liệt rung chuyển một hồi. Thấy một màn như vậy, mọi người trên tường thành cổ vực thành chấn động không thôi. Ma Kha cùng Dương Diệp lại có thể tạo ra công kích uy thế khủng bố đến mức ấy. Ông trời ơi, hai người bọn họ là cường giả linh giả cảnh sao? Qua một hồi lâu, khí lãng tán đi, kiếm quang cũng tán đi. Các mảnh vỡ tàn kiếm rơi lả tả trên mặt đất. Nhìn các mảnh kiếm vỡ trên mặt đất, Dương Diệp thấy rùng mình. Được kiếm ý ngũ trọng gia trì, tốc độ cùng lực lượng của những thanh kiếm này khủng bố tới nhường nào. Có thể không chút khách khí mà nói, một kích vừa rồi, kể cả cường giả linh giả cảnh cũng khó có thể tiếp được. Thế nhưng Ma Kha trước mắt lại trực tiếp phá vỡ được, hơn nữa còn ta dễ dàng phá vỡ tới như thế. Xem ra bản thân mình có chút khinh địch. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngay lúc hắn chuẩn bị nói chuyện thì lúc này, một sợi xiềng xích đen kịt đột nhiên xuyên thấu không gian trước mặt hắn, như thiểm điện mà quấn lấy cổ của hắn. Biến cố bất thình lình khiến cho đồng tử Dương Diệp co rút, ngay khi hắn chuẩn bị trốn tránh thì sợi xiềng xích đen kịt kia lại một lần nữa xuyên thấu không gian, lập tức xuất hiện tại cổ hắn sau đó cuốn một phát, quấn chặt lấy cổ Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, trường kiếm trong tay nhanh chóng móc lên trên, đánh lên xiềng xích. Keng một tiếng,
xích sắt kia lại không bị tổn hại một chút nào, trái lại, chuôi huyền kiếm địa giai trong tay hắn lại thủng ra một cái lỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp một lần nữa biến hóa. Khặc khặc, hồn u nắm xiềng xích cười quái dị một hồi, sau đó nói. Muốn chém đứt minh u xiềng xích của ta, thật sự là cười chết ta. Nhân loại, đừng nói kiếm của ngươi chỉ là địa giai, có là thiên giai thì cũng không có khả năng gây tổn hại gì đến minh u xiềng xích của ta. Bởi vì minh u xiềng xích của ta chính là chuẩn đạo khí. Bị minh u xiềng xích của ta khóa lại, hiện tại, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên thì cũng chỉ có con đường chết, bởi vì thứ xiềng xích khóa không chỉ có thân thể của ngươi mà còn là linh hồn của ngươi nữa. Không tin, ngươi có phải là đang cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông không thể gọi tên hay chăng? Ha ha! Đúng lúc này, Ma Kha đột nhiên trầm giọng nói. Hồn u, ta đang chiến đấu với hắn. Thì làm sao? Hồn u cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Đừng quên, hắn là kẻ đã giết người của minh vực ta. Ta xem ngươi là muốn thôn phệ linh hồn của hắn thì có. Ma Kha trầm giọng nói. Linh hồn của một thiên tài kiếm đạo lĩnh ngộ kiếm ý ngũ trọng chắc hẳn cực kỳ cường đại và tinh thuần, đối với hồn u người mà nói, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là hấp dẫn chí mệnh, ta hiểu. Nếu như trước đây, hoặc là thời điểm khác, ngươi có ra tay với hắn thì ta cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, nhưng hiện tại thì không được. Bởi vì hắn là đối thủ của Ma Kha ta. Nhưng tính mệnh của hắn hiện tại đang nằm trong tay ta. Hồn u lạnh lùng nói. Ma Kha, ta biết rõ ngươi rất cường đại, nhưng hồn u ta cũng không ý kỵ ngươi. Nếu như không phải là không muốn để cho đám nhân loại hèn hạ kia làn ngư ông đắc lợi thì ta đã sớm lấy đi linh hồn của ngươi rồi. Ta cũng có ý nghĩ như vậy. Ma Kha nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói. Đối với đám gia hỏa minh vực các ngươi, ta cũng là phi thường khó chịu. Các ngươi không sợ người mà mình mang đến chết hết sạch thì cứ tranh tài một hồi đi. Đúng lúc này, Ứng Long vốn luôn trầm mặc lại đột nhiên lên tiếng, nói. Thanh Long tộc ta đương nhiên không ý kỵ những thứ tép siêu như nhân loại, cùng lắm thì chúng ta trở lại yêu vực là được, dù sao thì số mệnh đối với Long tộc chúng ta mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Nhưng mà các ngươi thì lại bất đồng, không có số mệnh. Các ngươi sao có thể quay về giao phó với tộc nhân được đây? Nghe vậy, Ma Kha cùng hồn u lập tức trầm mặc. Tại chiến trường cổ xưa này, nếu như hai người bọn họ tộc chiến thì kẻ cuối cùng chiếm được tiện nghi sẽ là nhân loại. Đương nhiên, quan trọng hơn là, hai tộc của bọn họ thực sự không thể có thêm bất kỳ tổn thất gì, ít nhất cũng không thể chịu tổn thất xuông được. Lúc này, Ứng Long đột nhiên nói. Các ngươi vì thứ tép siêu trước mắt mà mâu thuẫn với nhau. Vậy thì để cho Ứng Long ta đến giải quyết thứ tép siêu này đi. Nói xong, thân hình Ứng Long khẽ động, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp đang bị minh u xiềng xích khóa lại, sau đó sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, không chút nghĩ ngợi mà tung ra một quyền, hung hăng đánh về phía đầu của Dương Diệp. Lúc trước hắn cũng là bởi vì Dương Diệp nên mới bị mất mặt trước mắt bao người, dựa vào sự cao ngạo của Long tộc, hắn sao có thể nhịn được cơn tức này. Lúc trước sở dĩ không động thủ là bởi vì hắn kiêng kỵ cường giả thần bí lúc trước ra tay với hắn, thế nhưng hiện tại xem ra, cường giả thần bí kia hẳn là sẽ không xuất hiện, hoặc là nói hắn đã bị các cường giả trong cổ vực thành ngăn lại. Bởi vì cái mạng nhỏ của Dương Diệp đều đã bị hồn u nắm giữ mà cường giả thần bí kia vẫn còn chưa xuất hiện. Cũng chính bởi vì như vậy, Ứng Long lúc này mới dám ra tay. Nhìn thấy một quyền đánh tới của Ứng Long, Dương Diệp nhướng mày. Bởi vì tình huống lúc này của hắn rất là không ổn. Bị minh u xiềng xích khóa lại, hắn không chỉ không thể tự do hành động mà ngay cả huyền khí trong cơ thể cũng không có cách nào vận chuyển được. Thêm vào đó, một điểm quan trọng hơn, theo như lời của hồn u, hắn đang phải chịu một loại cảm giác hít thở không thông. Cảm giác hít thở không thông đó đến từ sâu trong kinh hồn. Trước kia hắn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, cho nên tình huống lúc này của hắn phi thường không xong. Lúc này, khi thấy một quyền do thanh niên gọi là Ứng Long kia đánh đến, Dương Diệp không dám bảo lưu thực lực của mình nữa. Ngay khi hắn chuẩn bị vận dụng U Minh Ma chơi thì một đạo nhân ảnh đã xuất hiện. Kế Ngôn Thập xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Chỉ thấy Kế Ngôn Thập cười lạnh một tiếng, sau đó mạnh mẽ chém ra một kiếm, bổ vào quyền thủ của Ứng Long. Bành! Lực lượng cường đại của Ứng Long chấn cho cả cánh tay của Kế Ngôn Thập tê dần, hướng về sau lùi lại mấy trượng. Mà Ứng Long cũng lùi về phía sau hơn một trượng. Nhìn Ứng Long đang nổi giận, Kế Ngôn Thập cười lạnh một tiếng, khinh
khinh thường nói. Thì ra là long tộc của yêu vực, long tộc từ bao giờ đã trở nên vô sỉ như vậy? Thậm chí ngay cả sự cao ngạo của long tộc cũng không còn cần nữa, lại còn ra tay với một nhân loại hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Nếu như ngươi giáp lá cả với hắn, ngươi có đánh hắn thành tám khối thì lão tử cũng sẽ đứng xem kịch vui. Nhưng mà ngươi lại chơi trò dậu đổ bìm leo, lão tử thiệt tình là không nhìn được. Đúng rồi, nói thêm câu nữa, từ giờ trở đi, lão tử khinh bỉ long tộc các ngươi. Hạng tép siêu. Ứng Long lập tức nổi trận lôi đình, sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh tới phía Kế Ngôn Thập. Đúng lúc này, hồn u hừ lạnh một tiếng, sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, lập tức, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng âm hàn đang xâm nhập vào trên người hắn, không, phải nói là linh hồn hắn. Ứng Long tập tức nổi trận tôi đình, sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh tới phía Kế Ngôn Thập. Đúng lúc này, hồn u hừ tê ảnh một tiếng, sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, tập tức, đồng tử Dương Diệp co rụt tại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ thực tượng âm hàn đang xâm nhập vào trên người hắn, không, phải nói là linh hồn hắn. Đúng lúc này, trên tường thành, hai người Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Một khắc sau, hai người thả mình nhảy xuống khỏi tường thành, sau đó thi triển tốc độ đến cực điểm, bắn mạnh tới phía Dương Diệp. Thiên phú mà Dương Diệp thể hiện ra có thể nói đã khiến cho hai người bọn họ sợ hãi. Trước đó nhìn thực lực mà Dương Diệp thể hiện, hai người bọn họ biết rõ, Dương Diệp là kiếm ý ngũ trọng, lúc này hai người bọn họ đã không thể chống lại hắn nữa. Càng chưa đề cập tới chuyện Dương Diệp là kiếm tâm thông minh. Nói cách khác, muốn giết Dương Diệp, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Bằng không thì, sau này sẽ không biết chừng là ai giết ai. Hai người dùng tốc độ cực nhanh, lại là đột nhiên đánh lén, cộng với việc Dương Diệp lúc này đang bị Minh U xiềng xích cuốn lấy, cho nên hai người phi thường thuận lợi đi tới trước người Dương Diệp. Nhìn thấy hai người đánh úp tới, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, tuy nhiên lúc này hắn lại không có biện pháp gì cả, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không thể thoát khỏi sợi xiềng xích đang quấn quanh. Hiện tại hắn chỉ có thể mặc cho hai người kia ra tay với hắn. Trong trang, một đạo hàn quang cùng ánh sáng màu đỏ hiện lên. Một thanh trường kiếm cùng một mũi lăng bén nhọn đâm vào cổ Dương Diệp. Keng! Hai tiếng vang thanh thúy vang lên giữa sân. Sắc mặt của hai người Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ kịch biến, bởi vì sau khi trường kiếm cùng lăng đâm vào tới làn da của Dương Diệp, hai người bọn họ kinh hãi phát hiện ra, thứ mà trường kiếm cùng lăng đâm vào lại cứng rắn như là đang đâm vào kim cương, chấn cho cánh tay của hai người nhức mỏi một hồi. Thoáng sững sờ một chút, hai người không do dự, sau đó lại một lần nữa chém về phía đầu của Dương Diệp. Keng keng! Trong tràng vang lên từng tiếng vang kim thiết giao thương thanh thúy vui tai. Kiếm cùng lăng của Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ đâm tới tấp như mưa rơi, đánh tới đầu cùng yết hầu của Dương Diệp, thế nhưng khiến cho mọi người kinh hãi, Dương Diệp thế mà lại không bị làm sao cả. Nhìn thấy một màn này, một bên, Ma Kha nhíu mày, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới phòng ngự thân thể của Dương Diệp vậy mà lại đạt tới loại trình độ này. Mà sắc mặt của Tam Kiệt Trung Vực trên tường thành lại đều ngưng trọng, vốn dĩ thực lực của Dương Diệp đã cực kỳ cường hãn, nay phòng ngự thân thể lại khủng bố như vậy. Nói cách khác, lúc này Dương Diệp đã có thực lực đủ để uy hiếp bọn họ. Tuy nhiên cũng còn may, Dương Diệp cuối cùng vẫn là nhân loại chứ không phải là ma tộc hay là minh vực. Chỉ cần là nhân loại, cho dù mọi người có không trở thành bằng hữu thì cũng có thể không cần trở thành địch nhân. Lúc này Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ đều thấy sợ hãi, đúng vậy, hai người chính thức sợ hãi. Bởi vì hai người bọn hắn dùng toàn lực. Thế mà thậm chí ngay cả làn da của Dương Diệp cũng không thể phá được. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là lúc này giữa hai người bọn họ và Dương Diệp đã có cách biệt như trời với đất. Muốn giết Dương Diệp, đối với hai người bọn hắn mà nói, hiện tại không thể nghi ngờ gì nữa, suy nghĩ đó đã là một suy nghĩ nguy hiểm vô cùng. Đánh có sảng khoái không? Dương Diệp liếc nhìn hai người kia, nói. Hiện tại tới lượt ta. Nói xong, Dương Diệp tâm niệm vừa động, mấy vạn chuôi huyền kiếm trên mặt đất lúc trước ngay lập tức phóng lên trời. Sau đó hướng về phía Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ mà bắn đi. Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ kinh hãi gần chết, hai người liền tranh thủ thi triển thân pháp đến mức tận cùng, sau đó chạy như điên về phía Cố Vực Thành. Nhưng mà đúng lúc này, mấy vạn chuôi huyền kiếm lại đột nhiên cải biến phương hướng, buông tha không đuổi giết hai người Kiếm Vô Cực nữa, đổi thành tích xạ về phía Hồn U.
Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ lập tức thở phào một hơi, sau đó giống như điên mà chạy vào cổ vực thành. Hồn U thì biến hóa sắc mặt, hắn không nghĩ tới Dương Diệp dù đã bị Minh U xiềng xích khóa lại mà vẫn có thể ngự kiếm. Nhìn mấy vạn đạo kiếm quang đang bắn đến, Hồn U không dám khinh thường, do dự một chút rồi khẽ động tay, Minh U xiềng xích đang khóa chặt Dương Diệp lập tức trở lại trong tay hắn. Sau đó hắn hơi động tay một chút, Minh U xiềng xích lập tức hóa thành liệm ảnh đầy trời, nghênh đón mấy vạn đạo kiếm quang kia. Oanh! Trên khoảng không bên ngoài cổ vực thành đột nhiên truyền tới một âm thanh cực lớn như là tiếng sấm rền, từng đạo khí lãng phô thiên cái địa bắn khắp bốn phía, thanh thế cực kỳ, khiến cho người ta sợ hãi. Qua một hồi, bên ngoài lại trở về trạng thái yên tĩnh. Dương Diệp cầm trong tay một thanh huyền kiếm địa giai, ngạo nghễ mà đứng, một cỗ kiếm ý cuồng bạo lăng lệ ác liệt không ngừng tràn ra từ trên người hắn, kiếm ý ngẫu nhiên kích xạ lên mặt đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy vết kiếm đen kịt sâu không thấy đáy. Lúc này Dương Diệp xác thực đã có chút tức giận. Dương Diệp hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi sinh sự, thế nhưng những người này lại không muốn buông tha cho hắn, cứ nhiều lần ra tay với hắn, thực sự coi hắn là quả hồng mềm hay sao? Tuy nhiên lúc này hắn cũng không ra tay nữa, bởi vì hắn biết rõ, muốn giết Hồn U cùng Ma Kha, dưới tình huống không xuất ra U Minh Ma chơi cùng lục trọng kiếm ý là hoàn toàn không có khả năng. Dù cho có sử dụng cả hai con át chủ bài này thì hắn cũng không nắm chắc có thể tru sát được đối phương. Bởi vì từ khi giao thủ đến bây giờ, hắn có thể cảm nhận được, đối phương căn bản là không có tập trung. Hơn nữa sau lưng đối phương còn có mấy trăm cường giả. Còn hắn thì sao, bên cạnh hắn chỉ có nam tử áo xanh kia. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn về phía đám người đang đứng trên tường thành cổ vực thành, sau đó chỉ vào đa người bên Ma Kha mà lớn tiếng nói. Các người có lẽ đều tin tưởng bọn họ đến cổ vực thành nhằm mục đích gì, hận thù của bọn họ đối với nhân loại hắn là các người cũng hiểu rõ, thực lực của bọn họ có lẽ các người cũng rõ ràng. Ra khỏi cổ vực thành, đại đa số các người nếu đơn độc gặp phải bọn họ, tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh. Hiện tại, chỉ cần chúng ta đồng tâm tề lực, đoàn kết nhất trí, thì lúc này sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ, khi đó, cả Tiềm Long Tháp cùng này chiến trường cổ xưa này sẽ chính tả của nhân loại chúng ta. Nói đến đây, Dương Diệp khẽ động tay, trường kiếm chỉ thẳng vào đám người Ma Kha, sau đó nhìn lên mọi người trên tường thành, nói. Hạ thành, tru giết bọn họ, các ngươi có dám hay không? Dưới sự gia trì của huyền khí, giọng nói của Dương Diệp như là chuông lớn, đinh tai nhức óc. Thế nhưng đổi lấy lại là một sự yên tĩnh chết chóc. Đúng vậy, đám người trên tường thành chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không có người nào đáp lại, kể cả Trung Vực Tam Kiệt. Ba người ấy ngay từ đầu đã có chút động tâm, thế nhưng ba người bọn họ rất nhanh đã bỏ đi ý nghĩ đó, cũng không phải là do ba người bọn họ không dám, ba người bọn họ cũng muốn tru sát những kẻ dị tộc kia ngay tại đây, nhưng mà thái độ của những huyền giả chung quanh bọn họ lại khiến cho suy nghĩ đó của bọn họ chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ. Dựa vào ba người bọn họ, cho dù có thêm cả Dương Diệp cùng Kế Ngôn Thập, đối mặt với đám người Ma Kha cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Theo như lời Dương Diệp nói, trừ phi tất cả mọi người ở đây cùng đồng tâm tề lực, đoàn kết nhất trí thì mới có thể trực tiếp tiêu diệt đám người Ma Kha ở bên ngoài cổ vực thành kia. Muốn tất cả mọi người cùng đoàn kết nhất trí, điều này có thể sao? Dưới tình huống không có hại đến lợi ích hay tính mạng của bọn họ, nhân loại không thể nào đoàn kết nhất trí, ít nhất là giờ này khắc này bọn họ không thế. Thấy một màn như vậy, Ma Kha một bên cười khẽ, sau đó nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi nói đúng. Nhân loại ở đây nếu như liên thủ thì xác thực có thể tiêu diệt chúng ta. Nhưng là... Nói đến đây, Ma Kha ngẩng đầu nhìn về phía đám người trên tường thành cổ vực thành, sau đó nói. Ta có thể cam đoan, hơn một nửa nhân loại ở đây sẽ chết, thậm chí còn là hơn thế nữa. Nghe được lời Ma Kha nói, đám người trên tường thành lập tức biến sắc. Dương Diệp, đây ân oán giữa ngươi cùng bọn họ, ngươi lại còn muốn kéo chúng ta xuống nước, ngươi thật là âm hiểm. Trên tường thành, có huyền giả lên tiếng nói. Đúng đấy, chính ngươi gây tai họa, nay lại muốn chúng ta liều mạng, chủ ý này của ngươi lại hay quá ha, coi chúng ta là đồ đần sao? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ coi trọng ngươi hay sao? Ha ha, không phải nghe đồn Dương Diệp ngươi là kiếm tâm thông minh sao? Huyền thú thần bí lúc trước của ngươi ở đâu rồi? Các ngươi không phải rất là trâu bò hay sao? Như thế nào, hiện tại không đánh lại người ta nên muốn cầu chúng ta giúp ngươi? Ha ha, chuẩn kiếm hoàng của tương lai thì ra cũng chỉ là cái dạng này.
gạch nối chấm chấm chấm. Trên tường thành, mọi người ngươi một câu, ta một câu, bắt đầu chế ngạo Dương Diệp dưới tường thành. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải đồ đần, đương nhiên biết rõ lời Dương Diệp nói rất đúng, nhưng mà vấn đề là hạ thành thì có thể sẽ phải chết đó. Mà không hạ thành thì bọn người Ma Kha có mạnh hơn nữa cũng có thể làm gì được bọn họ. Một điểm trọng yếu nhất, chính là giờ này khắc này, bọn người Ma Kha còn chưa xúc phạm tới lợi ích của bọn họ. Khặc khặc, hồn u âm hiểm cười một hồi, sau đó nói. Nhân loại, ha ha. Dưới tường thành, Dương Diệp nhìn đám người trên tường thành nửa ngày, sau đó hắn lắc đầu cười cười. Cười một lát, tay phải Dương Diệp vung lên, lôi điêu thoáng hiện ra, Dương Diệp thả người nhảy lên trên lưng của lôi điêu, sau đó vẫy tay với Kế Ngôn Thập đang sửng sốt ở một bên. Sau đó hắn hiểu ra, thả người nhảy lên trên lưng lôi điêu. Dương Diệp nhẹ nhàng đập đập chân phải lên lưng lôi điêu hiểu ý, hóa thành một đạo bóng đen phóng lên trời, phi về phía xa xa. Nhìn thấy một màn này, Ma Kha cùng hồn u biến sắc, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà lại có thể triệu hồi ra huyền thú phi hành. Bọn họ tuy là có thể lăng không, thế nhưng lại không có cách nào bền bỉ phi hành trên bầu trời giống như cường giả linh giả cảnh. Hai người nhìn về phía Ứng Long, lúc này chỉ có Ứng Long của Thanh Long tộc là có thể ngăn trở Dương Diệp. Nhìn thấy Ma Kha cùng hồn u nhìn về phía mình, Ứng Long gật gật đầu, nhìn về phía Tôi Điêu, khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường, nói. Một đầu huyền thú rác rưởi, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta liều lĩnh. Nói xong, từ trên người Ứng Long mạnh mẽ tuôn ra một cỗ long uy. Long uy có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bao phủ lôi điêu. Bị long uy bao phủ, lôi điêu lập tức kêu lên một tiếng thế lịch thảm thiết, lập tức cả thân hình bắt đầu kịch liệt run rẩy, lập tức muốn rơi xuống từ trên đám mây. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím hiện lên, tử điêu xuất hiện ngay trước mặt Dương Diệp, nhìn lôi điêu đang kịch liệt run rẩy, tử điêu vung tiểu chảo lên, một vòng sáng màu tím cực đại lập tức bao phủ lấy toàn thân lôi điêu. Được vòng sáng màu tím bao phủ, lôi điêu lập tức tốt lên rất nhiều, tuy nhiên thân hình nó vẫn còn có chút nhịn không được run rẩy. Nhưng mà đã có thể vững vàng phi hành. Điều này khiến cho Dương Diệp cùng Kế Ngôn Thập trên lưng lôi điêu lập tức thả lỏng một hơi. Nhìn thấy một màn này, Ứng Long phía dưới biến sắc, sau đó thân hình khẽ động, khôi phục bản thể, hóa thành một cái bóng màu xanh mà bắn mạnh về phía lôi điêu. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím đột nhiên quỷ dị đánh vào trên đầu Ứng Long, làm cho thân hình Ứng Long rơi nhanh xuống phía dưới. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Gần 10 đạo ánh sáng tím một lần nữa đột nhiên xuất hiện tại nơi mà Ứng Long rớt xuống, sau đó thân mật tiếp xúc với Ứng Long. Rầm rầm rầm. Ứng Long còn chưa kịp phản ứng thì đã bị 10 đạo ánh sáng tím oanh tạc, nện cho rơi xuống trên mặt đất. Thân hình rơi xuống, Ứng Long khôi phục hình người, nhìn lôi điêu đã hóa thành một chấm đen, sắc mặt Ứng Long ngưng trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ có Ứng Long, hai người Ma Kha cùng hồn u lúc này cũng mang sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Chồn không gian. Sau nửa ngày, Ma Kha đột nhiên nói một câu. Chính là nó. Hồn U cũng nói một câu. Hai người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Ứng Long, hy vọng có được đáp án chuẩn xác hơn. Ứng Long hít sâu một hơi, sau đó xoay người trầm giọng nói với một gã thanh niên của Thanh Long tộc. Trở lại yêu vực, sau đó tới Huyễn Minh giới, nói cho bọn họ hay tiểu công chúa đã xuất hiện. Nói xong. Ứng Long quay người nhìn hồn u cùng Ma Kha, sau đó nói. Khuyên các ngươi một câu, con tử điêu kia, các ngươi tốt nhất đừng động tới một sợi lông của nó. Bằng không, cứ cho là ma tôn cùng minh thần còn tại thế thì cũng không bảo vệ nổi các ngươi. Nghe vậy, Ma Kha cùng hồn u không phản bác, cũng không tức giận, ngược lại lại dùng sắc mặt ngưng trọng mà gật gật đầu. Có thể nói như này, tại đại lục huyền giả, không có một thế lực nào dám đơn độc gây thù chuốc oán với tộc kia. Sau nửa ngày, bọn người Ma Kha thu hồi ánh mắt, trầm mặc một hồi, sau đó đều đi vào cổ vực thành. Chấm chấm chấm. Yêu vực. Trên hư không tại một địa phương ở cực bắc yêu vực có một kết giới thần bí, không gian chung quanh kết giới chồng chất vặn vẹo lên nhau. Chung quanh kết giới ấy, bất luận vật thể gì cũng đều không thể tới gần, cho dù chỉ là tiếp cận tới cũng đều bị nghiền nát bấy thành hư vô. Nơi mà kết giới này thông đến chính là Huyễn Minh giới. Huyễn Minh giới, nơi này là một tồn tại bậc nhất trong yêu vực, bởi vì gia tộc Chồn không gian sinh sống tại đó. Gia tộc Chồn không gian không tham dự vào chuyện thế gian, chỉ thích tìm tòi không gian huyền bí.
chúng biết đủ loại không gian thần thông thần bí và cường đại. Có thể nói như này, bất luận là gia tộc nào, cho dù có là thượng cổ thần thú, ví dụ như Hoàng Kim Thần Long, Khiếu Thiên Kỳ Lân, Thiên Yêu Phượng cũng như các cấp bá chủ tại yêu vực đều không muốn trêu chọc vào gia tộc chồn không gian. Vì cái gì? Bởi vì trêu chọc vào chúng thì bản thân sẽ vĩnh viễn chỉ có thể bị động chịu đánh. Phải biết rằng, chồn không gian chính là có thể tùy ý xuyên qua không gian. Hơn nữa đủ loại không gian thần thông kia cũng cực kỳ khủng bố. Tóm lại, tại yêu vực, không, phải nói là khắp cả đại lục huyền giả, không có thế lực phương nào dám đơn giản trêu chọc chúng. Hoặc là nói, chỉ cần chúng không đi trêu chọc người khác thì người khác đã phải cảm ơn trời đất. Lúc này, trong một tòa cung điện cực kỳ xa hoa tại huyễn minh giới, một người trung niên cùng một trung niên mỹ phụ ngồi đối diện với nhau, trung niên mỹ phụ dung nhan cực đẹp, chỉ gà trên mặt tại mang theo thần sắc buồn rầu như có như không, khiến cho tuyệt thể dung nhan của nàng giảm đi một chút. Nam tử trung niên than khẽ, nói. Khinh Nhu, người đừng lo lắng, ta đã mời Hiểu Thiên Cơ tính toán qua, Tử Nhi không có việc gì, không chỉ là không có việc gì, Tử Nhi còn sẽ có được một phen đại cơ duyên. Người hắn là hiểu rõ tài năng của Hiểu Thiên Cơ, hắn đã nói như vậy thì Tử Nhi xác định là không có việc gì. Mỹ phụ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Tuy là như thế, nhưng ta vẫn lo lắng. Ngươi cũng không phải không biết tính cách của Tử Nhi, ham chơi lại tùy hứng, tại yêu vực thì còn được, những người kia ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt chúng ta một chút. Nhưng nếu nó đi tới thế giới loài người, lấy tính tham lam của nhân loại, ta thật sự là không dám nghĩ. Hừ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, hung dữ nói. Nếu như nhân loại dám tổn thương một sợi lông của Tử Nhi, cho dù bị trời phạt thì ta cũng phải tàn sát cả nhân loại. Đúng lúc này, không gian trong đại điện chấn động một hồi, lập tức, một gã nam thanh niên xuất hiện ở giữa sân, thanh niên thi lễ với nam tử trung niên, sau đó kích động nói. Điêu Hoàng, công chúa đã xuất hiện. Cái gì? Nghe vậy, nam tử trung niên cùng mỹ phụ lập tức đứng dậy. Trên lưng Lôi Điêu, Kế Ngôn Thập ngồi xổm xuống sờ sờ lông vũ của Lôi Điêu, sau đó sợ hãi than nói. Huyền thú phi hành vương cấp đỉnh phong, chậc chậc, không nghĩ tới Kế Ngôn Thập ta lại có một ngày có thể ngồi trên dung huyền thú vương cấp đỉnh phong, ha ha. Chuyện lúc trước, đa tạ. Lúc này, Dương Diệp nói, đối với nam tử ở trước mắt, Dương Diệp là thật tâm cảm tạ, tuy rằng dù cho không có đối phương thì hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là vô cùng cảm tạ phần nhân tình này của đối phương. Kế Ngôn Thập khoát khoát tay, nói, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta ra tay không phải là vì giúp ngươi, chỉ là không quen nhìn đám người ma kha hung hăng càn quấy. Nói đến đây, Kế Ngôn Thập cao thấp dò xét Dương Diệp, sau đó nói. Nghe đồn ngươi là kiếm tâm thông minh, là thực sao? Dương Diệp cười cười, sau đó gật gật đầu. Kế Ngôn Thập nhắm hai mắt lại, trường kiếm trong tay mạnh mẽ vẽ một đường, một đạo kiếm khí kích xạ về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không giật mình, khi kiếm khí tới trước người hắn. Lúc này hắn mới rút kiếm nhẹ nhàng đâm một phát vào một điểm trong đạo kiếm khí kia. Thoáng chốc, cả đạo kiếm khí kia cứ như là bóng bay bị kim châm, ầm ầm nổ tung. Hiện tại đã tin chưa? Thu hồi trường kiếm, Dương Diệp nói. Sắc mặt của Kế Ngôn Thập ngưng trọng, liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái thật sâu, sau đó nói. Người vậy mà lại thật sự là kiếm tâm thông minh, hơn nữa lại là kiếm ý ngũ trọng. Loại địa phương như Nam vực sao lại có thể xuất hiện yêu nghiệt như ngươi vậy? Thật không bình thường. Dương Diệp lắc đầu, nói. Như vậy là không bình thường sao? Năm đó Nam vực không phải đã xuất hiện một tổ sư kiếm tông sao? Còn nữa, không nên xem thường Nam vực, nơi đó ngọa hổ tàng long. Đừng nói với ta ngươi chính là đệ tử kiếm tông đó nhé. Kế Ngôn Thập nói. Nếu thật là như thế, kiếm tông không khỏi cũng là quá may mắn đi. Tán tu. Dương Diệp nhún nhún vai nói. Hai mắt Kế Ngôn Thập lập tức trợn to, không thể tưởng tượng nổi, nói. Ngươi nói ngươi là tán tu. Dương Diệp gật gật đầu. Ngươi thật sự là tán tu. Dương Diệp một lần nữa gật gật đầu. Ngươi xác định ngươi thật sự là tán tu. Không có tông môn. Khóe miệng Dương Diệp run rẩy một hồi, có loại xúc động muốn rút kiếm chém người. Thả ta xuống dưới. Lúc này, Kế Ngôn Thập đột nhiên lớn tiếng nói. Dương Diệp sững sờ, sau đó nói. Làm cái gì? Ít nói nhảm, nhanh lên. Kế Ngôn Thập đã có chút kích động.
thấy đối phương hình như có việc gấp, Dương Diệp gật gật đầu, sau đó khống chế lôi điêu đáp xuống mặt đất. Sau khi đáp xuống mặt đất, Kế Ngôn Thập khẽ động tay, sau đó một tấm phù lục xuất hiện trong tay hắn, không chút suy nghĩ, Kế Ngôn Thập ném về phía trên. Phù lục đón gió bạo trướng, lập tức, không gian chung quanh phù lục kịch liệt rung chuyển một hồi. Dần dần, một khe hở đen kịt từ trong phù lục lan tràn ra. Ngươi làm cái gì? Chứng kiến một màn này, Dương Diệp kinh ngạc nói. Kế Ngôn Thập cười hắc hắc, ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, từ trong cái khe đen kịt kia đột nhiên truyền ra một tiếng hét phẫn nộ. Số tiểu tử, ngươi có phải lại gây ra tai họa gì giải quyết không nổi hay không? Sao lại vận dụng truyền tống phù? Ngươi chẳng lẽ không biết truyền tống phù rất chân quý sao? Nói xong, một lão nhân lưng đeo một cái hộp kiếm màu bạc từ trong cái khe đen kịt kia dần xuất hiện. Nhìn thấy lão nhân này, Kế Ngôn Thập dường như không có thấy nộ khí trên mặt lão nhân, đi đến bên cạnh lão nhân, sau đó chỉ về Dương Diệp ở phía đối diện, kích động nói. Hoàng Phong Tử, đến, ngươi nhìn hắn đi. Lão nhân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt, mạnh mẽ vỗ một cái lên đầu Kế Ngôn Thập, cả giận nói. Ngay cả một gia hỏa vương giả cảnh ngũ phẩm mà người cũng không giải quyết được. Lại còn bị đối phương bước tới mức phải vận dụng truyền tống phù. Ngươi sao lại càng sống càng không có tiền đồ thế này? Về sau ngươi đi ra ngoài thì đừng nói là đệ tử của Thần Kiếm Tông. Kế Ngôn Thập trở mình trợn trắng mắt, sau đó nói. Hoàng Phong Tử, ngươi nhìn kỹ xem. Nhìn cái đầu ngươi, hắn không phải là một huyền giả cảnh ngũ phẩm sao? Lão nhân lại hung ác vỗ một cái lên đầu Kế Ngôn Thập, tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn là nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, ánh mắt của lão nhân chợt ngưng lại. Khí tức thâm hậu, sâu trong ánh mắt chất chứa kiếm quang, trường kiếm trong tay ẩn sấp, tiểu tử, người dĩ nhiên lại đã là kiếm ý đại thành. Lão nhân híp híp hai mắt, trầm giọng nói. Dương Diệp dùng mình, thực lực của lão nhân trước mắt thật là khủng khiếp, liếc mắt đã nhận ra mình đã lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý. Thực lực này, kiếm ý đại thành, Kế Ngôn Thập sững sờ, sau đó nói. Hoàng Phong Tử, người có phải là nhìn lầm hay không? Hắn rõ ràng mới kiếm ý ngũ trọng, như thế nào lại biến thành kiếm ý lục trọng rồi? Ngươi là heo à? Hoàng Phong Tử trừng Kế Ngôn Thập, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, người tuổi còn trẻ mà đã đạt được kiếm ý lục trọng, thật sự là không đơn giản. Đến, nói ta nghe tông môn của ngươi, để cho lão phu xem, rốt cuộc là tông môn nào lại có thể bồi dưỡng được một thiên tài kiếm đạo như ngươi? Ngay cả tên đầu heo này của Thần Kiếm Tông ta so ra vẫn còn kém hơn. Mặt mày Kế Ngôn Thập tràn đầy hắc tuyến, đen mặt nói. Hắn không có tông môn, là một gã tán tu, gọi người tới chính là để cho lão nhân ra người thu nhận tên yêu nghiệt này, tránh cho hắn bị các tông môn khác cướp đi. Cái gì? Hoàng Phong Tử sững sờ, sau đó kích động nói. Không có tông môn, tán tu, tiểu tử, tên đầu heo này nói có đúng không? Dương Diệp. Gạch nối chấm chấm chấm. Tiểu tử, người thật sự là không có tông môn. Hoàng Phong Tử một lần nữa hỏi. Dương Diệp bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, thân hình Hoàng Phong Tử lập tức biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ngay trước mặt Dương Diệp, hai tay chế trụ lấy hai vai Dương Diệp, kích động nói. Tiểu tử, gia nhập Thần Kiếm Tông ta đi. Thần Kiếm Tông là tông môn bát phẩm, chỉ cần ngươi gia nhập Thần Kiếm Tông ta, công pháp, huyền kỹ. Huyền bảo, mỹ nữ, người muốn có cái gì thì sẽ có cái đó, như thế nào? Dương Diệp một lần nữa im lặng. Hoàng Phong Tử, người như vậy sẽ dọa hắn sợ mất. Lúc này, Kế Ngôn Thập nhắc nhở. Nghe vậy, Hoàng Phong Tử hình như cũng biết chính mình có chút quá kích, lập tức cười cười, sau đó buông bả vai Dương Diệp ra, ho nhẹ hai tiếng, nói. Cái kia, tiểu tử, thiên giai công pháp, thiên giai huyền bảo, tuyệt thế mỹ nhân, tùy ý người tuyển chọn. Như thế nào? Đến đây đi, chỉ cần ngươi gia nhập Thần Kiếm Tông ta, những thứ này đều là của ngươi. Hoàng Phong Tử, hắn dường như đã gây ra đại phiền toái. Kế Ngôn Thập một lần nữa nhắc nhở. Hình như hắn cùng không gian. Kế Ngôn Thập còn chưa có nói xong, Hoàng Phong Tử đã vung tay lên, đánh gãy lời nói của Kế Ngôn Thập, hào khí vượt mây nói. Phiền toái, Hoàng Phong Tử ta đã bao giờ sợ phiền toái nào? Tiểu tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Thần Kiếm Tông ta, cho dù ngươi có dụ dỗ con gái của tông chủ ba tông môn cửu phẩm thì ta cũng sẽ thay ngươi gánh vác.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.